Chào đón quý vị và các bạn đang lắng nghe phần 4 bộ truyện Làm dâu nhà tránh tổng, tác giả Việt Nga qua giọng đọc Kim Anh. Vũ Tám, Vũ nói lại cho tôi nghe coi. Vũ vừa nói ông tránh cái gì hả? Nói. Câu nắn gần của bà cả như một cái roi quất mạnh vào người làm ông tránh đột nhiên thức tỉnh, nhận ra mối nguy hiểm trước mặt. Ông đẩy bà Vũ ra và nói. Nể tình Vũ đã theo vợ ta suốt bao nhiêu năm Nay ta không thể trơ mắt đứng nhìn Thôi dẹp hết đi Bới ra chi thêm cho nát nhà Tất cả sẽ được lập lại trật tự hết Việc thằng Hợi Nó có đúng hay không Thì phải điều tra rõ mới biết được Tạm thời cứ nhốt nó lại đã Không được Hôm nay Vũ Tám không giải thích rõ cho tôi biết Thì đừng có hòng rời khỏi chỗ này Con Tâm Cũng đừng có hy vọng được tha chết Nghe chưa Tôi hỏi Vũ Tám Vũ với con Tâm chỉ là bà con xa Vậy tại sao Vũ lại ra sức bảo vệ nó làm gì? Hay bên trong có ẩn tình gì đây? Vũ nói đi, nói cho thật Vừa rồi vì quá lo cho con Tâm Mà Vũ Tám suýt hại chết nó Giờ nghĩ lại mới biết là mình hồ đồ ngu si Bà ta lấp liếm Dạ thưa bà cả Là vì tôi thương con bé Nó vốn dĩ là họ hàng Người ta nói một mớ hàng xóm Cũng không bằng một tí bà con Ngày bé tôi còn hay chơi với mẹ của nó Lại thấy con Tâm đang nuôi con nhỏ Có cần thiết phải đánh nó bầm dập như thế không Nói lão Tôi cũng cùng làng với bà sau lâu nay Tôi chưa từng nghe thấy Chuyện bà chơi thân với mẹ nó nhỉ Giờ thì bà nói đi nào Bà và con Tâm có mối quan hệ thế nào Sao bà lại dám xả thân cứu nó vậy Con Tâm lúc này mới ngóc đầu lên thiểu thảo nói Dạ xin hãy tha chết cho con Cậu chủ nhỏ chính là cốt nhục của cậu cả mà Nói đến đây Người nó mềm oặt ra rừng hất xỉu Cậu ba bảo mấy thằng hầu Hôm nay xử đến đây thôi Lô con tâm vào phòng Mời ông lang đến chữa thương cho nó Đợi khi nào nó hồi phục xử tiếp Tôi cũng đang cần điều tra thêm một số chuyện Giải tán đi Cũng may cho con tâm Vì cậu ba còn lương tâm Chứ nếu quyết tâm xử luôn hôm nay thì e rằng con tâm chưa chắc đã giữ được mạng. Cậu cũng không muốn quá nóng vội trong khi mình còn chưa tìm hiểu mọi chuyện được kỹ càng. Còn rất nhiều bí ẩn về bà vú và mẹ cả. Giờ lại thêm mối quan hệ của con tâm và thằng hợi nên phải hết sức thận trọng. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. Con tâm được đưa về phòng để chờ thầy lang đến trị thương. Thằng hợi thì bị đám gia nhân nhốt vào nhà kho. Vì có thằng hợi nên mẹ hai tạm thời được thả ra, chưa cứu nguy, nhiều kẻ thấy cậu ba giải quyết hợp tình hợp lý như vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có kẻ vẫn nơm nớp nỗi lo không biết từ thần gọi tên mình lúc nào cậu ba ghé tai thằng tuất và thằng hám nói hai thằng mày bắt đầu từ bây giờ phải canh gác thằng hợi cho cẩn thận cho tao bất luận kẻ nào tiếp cận ra nhà kho cũng không được cho phép tao thấy nó mới chính là đầu mối quan trọng của mọi việc đấy cứ đợi tao điều tra xong tao xử tiếp Trở về phòng, cậu ba ôm lấy vợ thủ thỉ. Chỉ ở bên mợ là tôi thấy bình an thôi. Đau đầu với nhân tình thế thái quá đi mất. Mợ ba tuy không tham dự chuyện phân xử, nhưng nghe cậu ba kể, mợ cũng đoán ra ngay tình huống. Cái đầu thông minh của mợ bắt đầu hoạt động. Mợ nói với cậu. Nếu em đoán không lầm, thì cậu nên điều tra bắt đầu từ vũ tám đi. Biết đâu, con tâm chính là một mắt xích. Theo em, rất có thể nó là một người cực kỳ quan trọng của vũ ta vì vậy vũ ta mới chẳng màng nguy hiểm mà bảo vệ cho nó bình thường vũ ấy rất coi trọng và trung thành với bà cả thế nhưng chỉ vì con bé này mà bất chấp khiến cho mẹ cả cũng đã nổi trận lôi đình thì kể cũng lạ đấy cậu ba chợt nhớ một chi tiết liền nói với mợ tôi còn phát hiện ra một chi tiết thú vị là cái cách mà vũ tám nhìn cha rất lạ nó đắm đuối đầy yêu thương, cách sừng hồ cũng khác, cha cũng rất ân cần với bố ta, điều này trước nay chưa hề có. trong ba bà vợ, cha yêu mẹ nhất, nhưng trước mặt mọi người, cha cũng chưa từng thể hiện ra như vậy. có lẽ nào? cậu nghi bà ta đang dùng bùa ngải với cha phải không? rất có thể đấy. đã có lần tôi nói với mợ là bà ta từng trao đổi với một tên đàn ông ở gần giếng cạn về một ông thầy nào đó người hòa bình. Ở đó có rất nhiều thầy bùa ngải cao tay Đầu cậu ba trượt nổ ầm một tiếng Thôi đúng rồi Có thế mà cậu không nghĩ ra Cái tên đàn ông Mặc đồ đen Nói chuyện với vũ tám trong vườn Có đặc điểm rất giống tên hợi Lẽ nào chính là nó Vậy bà vũ đã một tay che trời Thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của mình Nhằm xoán ngôi cấp bà vợ Hay đằng sau bà ta còn mục đích nào khác nữa Nhất định cậu sẽ phải lần ra manh mối này mới được tạm thời gác chuyện này qua một bên cậu ôm mợ rồi nói làm dâu nhà hào môn mợ có thấy mệt không lúc nào cũng chẳng được yên ổn vì mưu tranh đoạt gia tài và sự sủng ái khiến cho nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực có khi nào mợ hối hận vì đã làm vợ của cậu ba này không mợ ba lấy tay chặn lấy miệng cậu mà thì thầm cậu nói làm nhảm cái gì thế nếu cho chọn lại thì em vẫn sẽ đồng ý lấy cậu làm chồng ở nơi nào có cậu Thì nơi đó có em Chúng ta là một cặp không thể tách rời rồi Tuy có trí chóe như chó với mèo Nhưng cậu thấy đấy Hai con vật này vẫn có thể sống chung một mái nhà mà Nên cậu cứ yên tâm đi Muốn thoát khỏi em cũng không được đâu Em còn ám cậu dài dài Ừ nhỉ Mợ còn phải ở đây Để đẻ cho tôi hẳn một đội quân hái ổi nữa chứ Cứ nghĩ đến quả trèo ổi Rớt ao thần thánh của mợ đi vào lòng đất Tôi là tôi vái mợ cả nón luôn đấy Người đâu mà Có thế thì em mới làm vợ cậu chứ Mà bữa nào em đẻ xong Cậu dạy em tập bơi nữa là hoa Em mới trèo có một cây ổi Chứ một khi biết bơi rồi á Thì cả chục cây em cũng chấp nhá Cậu đừng có vội kinh em Ừ Mợ không tập bơi thì tôi còn có vợ Mợ mà tập bơi rồi Khéo tôi lại phải xuống sông đánh nhau với hà bá Để đòi lại vợ ấy chứ nhìn mợ là biết không có vía sông nước đâu thôi mợ cứ ở trên cạn đi cho tôi nhờ nội cái việc trèo cây hái ổi của mợ tôi đã hãi rồi giờ mợ bắt tôi đi mò mấy con sông với mấy chục cái ao ở cái làng thượng này chắc tôi bạc đầu luôn đấy trời ơi nào giờ em đã quên hẳn cái món thần thánh đó rồi cậu lại chọc vào nỗi khổ của em làm em thèm ổi quá trời luôn đây hay mai cậu làm đạo tặc một bữa đi tới nhà cụ may hái cho em mấy quả ổi đào Thôi 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 thôi, tôi xin mợ đấy. Mợ để yên cho tôi, đừng có mà suối dại tôi. Đụng vào cụ già mù dở đó, khéo cụ ấy lại chọc cho tôi phát thì tôi mất giống đấy. Lúc đó mợ đừng có ngồi mà khóc đấy. Trời ơi, cụ ấy thông manh, có nhìn thấy cái gì đâu mà cậu lo người ta chọc phải trứng cút của cậu. Thôi, cứ quyết như vậy đi, tội vạ đầu em chịu mà. Miễn mày có ổi cho mợ ăn là được chứ gì? Ăn ổi vừa thôi, không đêm về lại la oai oái ngoài cầu tiêu thì tôi đánh thêm cho đấy trời ơi dạ dày của em làm bằng inox rồi nên cậu khỏi có lo em ở đây nhưng con mắt thứ ba vẫn cứ dõi theo cậu đấy em có thể ngửi được quả ổi nào là do cậu hái quả nào do thằng tuất trèo nên đừng có nghĩ kế mà lừa em phải là ổi cậu hái em mới ăn đấy người khác hái em ném đi đấy Thôi thôi tôi lệ bà tổ, bọn trẻ châu cái làng thượng này phải gọi bà là cụ. Cũng may bà chỉ khoái mỗi món ổi, chứ mà đa năng quá món gì cũng rơi thì chắc tôi chỉ có nước chui xuống đất vì bị người ta mắng vốn thôi. Nghĩ gì đâu không nghĩ, tối ngày chỉ lo trèo ổi không à? Vậy mới thú chứ, đúng ra cậu phải mang lễ sang nhà cụ may mà cảm ơn vì có cây ổi nhà cụ ấy, cậu mới lấy được em đấy cặp vợ chồng bá đạo này cứ chõm trọ như chó với mèo vậy mà cấm có xa nhau được lâu đêm hôm đó chẳng biết có phải mợ ham trèo ổi quá hay không mà sau khi ngủ chân cứ quặp lấy cậu không rời báo hại cậu ba cả đêm không dám trở mình vì sợ ai kia thức giấc thành ra nhìn cậu cứ như một con sâu kèn vậy ai bảo lấy vợ là sướng cơ chứ có ai biết nỗi khổ của cậu đâu lại nói về bà cả Đêm đó cứ mỗi lần nghĩ đến cử chỉ thân mật của ông Tránh dành cho vú Tám, bà muốn tức vỡ cả mật ra. Cứ tưởng tượng đến cảnh chồng mình ngủ với con hầu già thì bà lại ba máu sáu cơn, chỉ muốn xé xác con mụ ấy ra chấm muối. Ngặt một nỗi, đêm đêm ông Tránh toàn ngủ trong phòng bà ba nên bà cũng chẳng có cách nào mà kiểm soát cả. Nỗi tức giận hờn ghen làm bà trằn trọc không ngủ được. Bà vùng dậy, nhẹ nhàng đi lên phòng bà ba nghe ngóng. Trong phòng vẫn im phang phắc không lọt ra một tiếng động, chứng tỏ bên trong đã ngủ rất say. Chẳng có cách nào cho bà biết được ông tránh có ở trong phòng hay không. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, bà bỗng thông minh hẳn ra. Có thế mà sao không nghĩ ra cơ chứ? Nhất định mình phải bắt được con chuồn chuồn. Chắc chắn chúng đã dụ nhau chui vào hang rồi. Mình sẽ mò đến tổ của con chuồn chuồn cái. Kiểu gì cũng tóm được con được thôi. Nói là làm, bàn chân vô thức của bà gión rén như một con chuột, di chuyển từng bước thận trọng đến phòng của mụ vú. Và quả như đúng bà dự đoán, bên trong phát ra hàng loạt tiếng động lạ dội thẳng vào tai bà. Người đâu mà vô tình, ghét thế không biết, sao mà không đi luôn đi? Đi là đi thế nào, đêm không có mình bên cạnh tôi ngủ làm sao mà nổi. Thế sao không lập người ta làm bé đi, tối nay mình không thấy cái con mụ cả, nó ức hiếp em đấy ư mình cứ để cho nó tắc oai tắc quá như vậy có ngày nó giết em không chừng ai cho nó giết mà nó giết còn tôi ở đây nữa cơ mà bà cứ yên tâm để từ từ tôi sẽ liệu dạo này nhà cửa cứ dối như mớ bỏng bong còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa chứ bắt đền mình đấy thế hóa ra mình chỉ coi em là cái bãi đáp thôi ư khổ thân em cứ cùng cúc phục vụ mình nhưng cũng chẳng có một nổi danh phận mình sợ cái gì mà không quyết đi cơ chứ giá mà mình có với tôi đưa con thì còn dễ đằng này tự dưng tôi lập mình lên chẳng phải là loạn ư ba bà kia có để cho tôi yên không còn thằng cả thằng ba nữa chứ à hóa ra đúng như em nghĩ mình chẳng hề thương em như mình nói vậy thì mình đi về đi em không cần nữa đâu từ giờ cũng đừng có mò vào phòng em làm gì về với mấy con khọm già của mình đi kìa ai lại thế tôi yêu mỗi mình mình thôi có ai chen được vào đây đâu mà lo cứ yên tâm để tôi lựa lựa cái gì mà lựa nữa chứ mình càng để lâu con mụ cả nó càng được thể chèn ép em đấy mình thấy đấy em hầu hạ nó mấy chục năm nay mà hôm nay nó định dồn em đến bước đường cùng định làm cho em một trận tơi bời khói lửa đấy chỉ có mỗi mình em là ngu thôi em phải rửa hận cho em cả hai mẹ con nhà nó đều muốn đẩy em xuống địa ngục đấy mình phải bảo vệ em chứ được rồi được rồi, ngoan, anh thương. Bên ngoài bà cả nghiến răng ken két, thì ra đúng như bà nghĩ, chúng nó đã đưa nhau vào đây không biết bao nhiêu lần rồi. Còn bộ Vũ kia đã nằm với chồng bà từ bao giờ, còn ngang nhiên nói xấu bà nữa. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Còn bộ Vũ tám chết tiệt kia, quả này thì mày chết với bà, bao nhiêu năm nay bà cho mày ăn sung mặc sướng mà mày không biết điều định cướp cả chồng bà đổ ôn vật mở to mắt ra mà xem bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ bà cả nắm chặt tay vào nhau thành nắm đấm hùng hổ đẩy cửa bước vào bên dưới ánh đèn hột vịt lập lè bà nhìn rõ hai kẻ vụng trộm dường như họ vẫn đang đắm chìm trong vũ điệu giao hoan nên mới không nhận ra mối nguy hiểm cận kề chỉ đến khi tiếng bà cả the thé bên tai thì cả hai mới run rẩy buông nhau ra thế này là thế nào tại sao bà cả lại thức dậy đúng lúc này chứ cơn ghen của hoạn thư được dịp bùng cháy nó muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ xung quanh bà cả lao vào đẩy mạnh ông tránh ra mà nói hai người như thế này bao lâu rồi hả dậy hết cho tôi còn con bộ vú kia mày vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ bao nhiêu tuổi rồi còn mèo chuột kiểu này hả đú đởn ở đâu thì cũng phải chừa con này ra chứ nói xong không để cho bà Vũ lên tiếng Bà cả xông đến tốm tóc mụ Vũ chu chéo Hôm nay bà phải cạo đầu bôi vôi mày mới được Để cho cả làng cả tổng này biết rõ cái bản mặt của mày Còn diều tha quạ mổ Phí công bà ưu ái mày bấy lâu nay Người đâu Chói cổ con đĩ già này lại cho bà Ông tránh bồn rùn cả chân tay Vì một màn khó đỡ này Ông chỉ biết đẩy bà ra Và luống cuống mặc ngay quần áo vào Còn mụ vũ biết sự việc lần này Cũng chẳng thể che đậy nổi đành phải được ăn cả ngã về không đằng nào cũng một mất một con liền vùng dậy dáng thẳng một cái tát vào giữa mặt bà cả mà nói mày cứ tưởng là mày chèn ép được bà mãi à con run xéo lắm cũng quằn bà đây cũng nhịn mày như nhịn cơm sống suốt rồi đấy bà không thể để cho mày đạo diễn cuộc đời của bà mãi được mày định làm gì bà nào hả con chó cái kia tại sao mày thì có tất cả còn bà lại không chứ mày có hơn gì bà nào Bao năm nay bà cứ phải cúi đầu hầu hạ mày còn hơn cả hầu mẹ Còn mày thì sao hả Mày chỉ coi bà là một thứ công cụ giúp mày trả thù thôi Mày mới là con đàn bà rắn độc đấy Hôm nay bà sẽ sống chết với mày một phen Mày cứ thử đụng vào bà lần nữa xem À Thì ra giờ mày mới lộ nguyên hình Cái bản mặt thật của mày phải không Con chó già thối tha hôi hám kia Mày đã dùng bùa ngải để mê hoặc chồng ba phải không Hôm nay, bà không đánh cho mày bầm dập tơ tớp thì bà không phải là bà cả của cái nhà này. Ai đời, một con mụ già gần 50 tuổi đầu còn đi động đực đấy bà con ạ. À. Mày đụng vào ai thì đụng, chứ đụng vào bà này là mày chán sống rồi đấy. Bà sẽ cho đời mày ra tóp luôn, còn chó già. Vậy là hai con đàn bà lao vào nhau cắn xé. Thật là một màn hay ho, chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Mặc kệ hai con chó cái đang cắn nhau, nhân lúc chưa có ai... Ông tránh nhanh chân chuồn thẳng Mặc mẹ mấy con bàn bà nặc nô Chúng mày muốn làm gì với nhau thì làm Kể cả chúng mày có giết nhau thì ông đây cũng mặc kệ Làm ông mất cả hứng Ông tránh rùa thầm Rồi chân ướt chân giáo phóng ra ngoài Hai con đàn bà say máu vẫn đang lao vào nhau đấm đá sủa giả. Một bà quần áo sộc sịch, một bà chẳng còn mảnh vải che thân. Đúng là giờ khóc giờ cười. Chuyện này mà được đồn ra ngoài thì không biết mặt mũi ông tránh để vào đâu đêm đó nhà ông tránh được một phen náo loạn chẳng ai có thể tin được mụ vú lại dám qua mặt bà cả mồi chài ông tránh như thế một người hét ra lửa như bà cả mà cũng có ngày này sao ai bảo bình thường họ là một cặp bài trùng cơ mà cũng chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra thật là bi hài giờ còn dùng chung cả chồng luôn mới chịu con nhài ghé tay con côi mà nói tao không ngờ luôn đó mày ạ à, bà cả như hoạn thư ấy thế mà lại bị đâm cho một nhát chí mạng kiểu này thì một mất một con rồi riêng Vũ tám lần này chết chắc chỉ trong vòng mấy ngày mà nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện sau biến cố ập đến với mình bà ba cũng chẳng mang đến thế sự với bà giờ chỉ cầu mong cho bản thân được an yên con dâu bà được mạnh khỏe để sinh cháu cho bà thôi chuyện hậu cung của ông tránh để cho bà cả xử đằng nào bà vú với bà cả đây vẫn là cặp chị em tốt cơ mà giờ để cho bà cả xử lý là đúng rồi bà chỉ việc ngồi coi kịch hay thôi từ ngày bước chân về làm vợ ông tránh thì bà mặc nhiên phải chấp nhận kiếp chồng chung rồi còn bà hai vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng cứ như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến bà vậy mặc kệ chồng ai ai giữ miễn đừng động đến bà là được lần này cậu ba cũng không nhúng tay vào để cho bà cả toàn quyền quyết định xem ra ông tránh bây giờ không còn yên ổn nữa Sóng gió bắt đầu nổi lên Cuồng phong bắt đầu ập đến Có thể cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua Khi tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ Bà cả cầm cây roi mây thần thánh Chỉ thẳng vào mặt mộ vũ mà nói Mộ vũ Trước mặt mọi người ở đây Bà hãy khai cho rõ Bà quyến rũ ông tránh từ khi nào Mộ vũ miệng ngậm tâm Chẳng nói đi nói lại một lời Tức quá mẹ cả bèn rít lên Khốn kiếp Mộ bị câm hả? hay mụ định thi gan với tôi nói muốn đánh muốn chửi gì thì cứ đánh đi nhiều lời làm gì lời nói của mụ chẳng khác nào như lửa đổ thêm dầu ngọn roi trên tay của bà vú được dịp vung lên bà ta mắm môi mắm lợi như chút mọi căm thù lên cây roi vậy chỉ nghe tiếng roi vụt vun vút xuống người vú tám vú ta cũng gan không hề than khóc hay van xin lấy nửa lời chỉ oằn người lên chịu trận Cơn mưa ghen này chẳng biết đến khi nào mới dừng, người đánh cứ đánh, còn người xem cứ xem. Nhưng xem ra, sự chịu đựng của Vũ Tám cũng có giới hạn. Vũ Tà không im lặng nữa mà bắt đầu hét lên. "Con bộ thối tha kia, mày tưởng mày có thể đánh chết bà hôm nay thì bà không làm gì được mày hả? Bà sẽ tung hê hết những chuyện kinh thiên động địa của mày ra đây, xem mặt mũi đứa nào xấu hơn nhá. Cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam mà ta đây cả." Lên mặt với ai cơ chứ Lên mặt với bà thì bà lột ngay cái mặt nạ ấy xuống đi là vừa đấy Hết thời rồi Mày tưởng việc làm của mày thần không biết quỷ không hay à Còn chó cái Câm mồm Mụ xảo ngôn cái gì thế hả Để tao đánh cho mụ một trận coi Có còn hơi sức mà kêu được nữa không Định đổ tội cho người khác à Nguyên cái tội cướp chồng Cũng đủ để người ta giải mụ gia đình Cạo đầu bôi vôi Đóng bè trôi sông rồi Mụ vú chợt cười phá lên mày tưởng một tay che được trời à người nào sợ mày chứ tao đây không có sợ hôm nay tao có chết xuống âm phủ thì cũng phải lôi mày theo cho có bạn còn chó ghẻ à mà không phải gọi mày là con rắn độc hai đầu mới xứng bốp bốp mày có muốn bà gang bồm mày lại không ở đó mà lải nhải nữa bà sẽ khâu miệng mày lại đấy đúng là hai con rắn cắn nhau Ông tránh cũng chỉ ở đó một lát rồi chuồn thẳng Kệ cho mấy mụ đàn bà dạy nhau Ông có ở lại Cũng chỉ làm cho cười Nên chuồn là thượng sách Biết không thể dây với hạng cùn Nên bà cả sai thằng hầu Chói gô bộ vũ lại Mới đầu định đem nhốt vào nhà kho Nhưng thấy không ổn vì có thằng hợi ở đấy Nếu nhốt chúng chung một chỗ Thì khác nào là hổ mọc thêm cánh Không chừng chúng còn liên kết với nhau Ủ mưu chơi lại bà Thì lại lợi bất cập hại Cuối cùng mụ vú cũng được trói cổ lại rồi đem nhốt vào trong nhà chứa củi. Bà cả nghĩ đã trói cả chân lẫn tay rồi thì mụ cũng chẳng tay nào mà thoát được. Cảm thấy chưa chắc ăn, bà còn nẹt đám gia nhân. Tội của mụ chưa xong đâu, nên tộc cấm đứa nào lỡ sớ ngoài ấy. Chỉ cần nhìn thấy đứa nào cởi trói cho mụ, ta sẽ trói đứa ấy vào đấy thế chỗ. Mụ bị phạt 10 ngày trong nhà củi, chỉ được ăn cháo cám thôi. Giờ thì, dài mụ đi. Mới có mấy ngày, loạn hết cả nhà lên, nhưng mọi việc bà cả định liệu chẳng hề thuận buồm xuôi gió như bà nghĩ. Ngày đêm hôm đó, nhà ông Tránh Tổng lại xảy ra chuyện. Là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải bình thường. Khi mọi người trong phủ đang yên giấc thì nghe tiếng hô hoán của thằng Hám vang lên. Ôi ông bà ơi, có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ai nấy đều tá hòa bùng binh mà vùng ngay cả dậy. Tầm này mới có hơn 4 giờ sáng, Thằng hám hôm nay dậy sớm để dắt châu ra đồng, cài nốt thừa ruộng ngoài chân đê. Tự dưng linh tính thế nào? Nó lại ngó cổ vào gian nhà kho, xem thằng hợi ra sao, thì trượt té đái ra quần. Vì thứ nó nhìn thấy vô cùng hãi hùng. Thằng hợi đã nằm chết quòng queo trên giường rồi. Trên miệng nó, có một dòng máu đỏ vẫn đang nhiều ra. Mặt mày tím ngắt, hoảng quá nó liền chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Vậy ai là người đã ra tay, giết thằng hợi? Một câu hỏi to tướng được đặt ra Nhưng không có lời giải Bà cả chợt tái mặt nói Vào nhà củi đi Xem con mụ vú còn ở đó không Mau lên Lúc này mọi người mới định thần nhớ tới mụ vú Biết đâu kẻ nào đó cũng ra tay luôn với mụ thì sao Nhưng khi tất cả lao đến nhà chứa củi Thì còn ngạc nhiên hơn Vì đập vào mắt họ là cái nhà trống không Dưới nền đất Đống dây chói chằng chịt đang nằm trinh in ra đó Chứng tỏ mụ ấy đã trốn khỏi đây từ lúc nào rồi Thật là không thể tưởng tượng nổi Ông tránh bực mình Quát mấy thằng gia đình Khênh xác thằng hợi ra đây cho ông kiểm tra Kẻ nào lại ra tay độc ác thế này nhỉ Tiếng xì xào lại nổi lên Hay là mụ vũ giết thằng hợi để bịt đầu mối Có thể lắm chứ Vì biết đâu nó là người nắm giữ bí mật của mụ ấy Đám đông hiếu kỳ Cứ thế mỗi người một câu Làm cho câu chuyện càng thêm huyền bí và đáng sợ Bà cả thì mặt cắt không còn giọt máu Vì bà biết rõ Vũ Tám không phải là người bình thường Một khi bà ta đã thoát ra khỏi đây Thì không biết mụ ấy sẽ còn gây nên chuyện gì Thằng hợi to khỏe như thế Mà còn chẳng làm gì được mụ Thậm chí còn bị giết chết một cách đau đớn Mà chẳng ai hay Tiếp theo sẽ là ai đây Bất giác bà thấy dùng cả mình Khi sát thằng hợi được khiêng ra Chợt có người hốt hoảng kêu lên Ui ông ơi Cái gì thế này con tìm thấy cái này trên cổ thằng hợi mọi người lại nháo nhào cả lên dưới ánh đuốc sáng rực trên cổ thằng hợi hiện ra gần chục cây châm độc thì ra nó đã bị thứ này tước đi mạng sống còn ai vào đây nữa kẻ ác đã đứng ngoài cửa sổ phóng châm độc vào người nhìn mớ châm độc trên cổ nó ai nấy đều kinh hãi một cây còn chết huống chi tới gần tận chục cây thảo nào mặt mày nó tím đen biểu hiện của người trúng độc Chắc đến lúc chết Nó cũng không biết là mình chết Và cũng chẳng biết kẻ nào đã ra tay đoạt mạng mình Vì là phận tôi đòi Nên cái chết của thằng Hợi Cũng chỉ được làm qua loa Quan phủ ở trên cũng xuống điều tra Nắm tình hình Nhưng sau khi nghe ông Tránh trình bày Nó là thằng Hợi Đã mò vào nhà ông ăn trộm Nên mới bị ông sai gia nhân nhốt lại chờ phạt Chẳng may thằng này bị trúng gió độc nên mất mạng Ông cũng chả khôn chán Khi không nói với quan phủ rằng Chính nó đã vào đây tàng tiệu với con hầu Nên mới bị đánh và nhốt Nếu nói thật Thì e là ông còn bị rắc rối to Vì chúng nó đều là hạng cùng đinh với nhau Trai chưa vợ gái chưa chồng Có họ hẹn nhau thì cũng bình thường thôi Nhưng chẳng lẽ lại nói rằng Con hầu cũng có tình ý với cậu cả con ông sao Không những vậy Chúng còn có con với nhau nữa Nói đến đứa con Ông lại càng thêm đau đầu Vì còn chưa rõ Nó có phải là máu mủ nhà họ đường hay không chưa rõ ngô khoai thế nào thì thằng kia lại bị giết chết rồi thêm cái chuyện của mụ vú nữa càng khiến cho ông thất điên bát đảo cuối cùng để êm xuôi vụ này ông cũng phải đút cho quan trên một món kha khá thì mới được lờ đi chỉ có đám dân đen là khổ xác thằng hợi được đem đi chôn cất sơ sài ngay sau đó trong khu nghĩa địa của làng xem ra sự việc không dừng lại ở đây nữa rồi trăm phần trăm là mụ vú đã gây ra chuyện này rất có thể thằng hợi chính là tay chân của mụ cũng là người nắm quá nhiều bí mật của mụ ấy nên mụ nhân cơ hội này mới tiễn nó xuống suối vàng để tránh đêm dài lắm mộng mọi người chỉ không ngờ rằng mụ lại nguy hiểm đến thế một người biết sử dụng châm độc hại người thì cũng không phải là đùa chứng tỏ mụ là người rất am hiểu về các loại thảo dược mụ ta cũng ngụy trang quá kỹ nên chẳng ai nghi ngờ bất giác đám người làm con gái đưa nào đưa nấy đưa tay lên trận ngực chỉ sợ đắc tội với mụ thì mất mạng lúc nào không hay. Song nỗi sợ của mọi người đã là gì chứ? Người sợ nhất lúc này chính là mẹ cả. Bà ta đang run như cầy sấy vì biết hiện tại người mà Vũ Tám hận nhất chính là mình. Giờ Vũ ta đã cao chạy xa bay, lại là người trong tối, còn bà thì ngoài sáng, nếu nó bất ngờ ra tay chẳng phải bà sẽ chết chắc ư? Đêm hôm đó, bà cả đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng khiến bà hối hận và sợ hãi khôn nguôi. May mà bà đã thức giấc giữa đêm và mồ hôi vã ra như tắm. Từ lúc đó bà không dám ngủ tiếp nữa. Nhưng ký ức của những ngày xưa cũ lại như một thước phim quay chậm diễn ra trước mắt của bà. Ngày ấy, cách đây mấy chục năm, bà đã sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có. Ngặt một nỗi, cha mẹ của bà hiếm muộn đường con cái nên đi cầu tự mãi mới sinh được ra bà nhưng cha bà đã gây ra quá nhiều tội ác khiến cho mẹ bà khiếp sợ một hôm nhân lúc vắng người mẹ bà ôm bà đi trốn trước khi trao cổ tự tử mẹ bà mới ghi lại vài dòng cho ai đó nhặt được nhờ họ nuôi giúp và cuối cùng có cặp vợ chồng kia đã đưa bà về nuôi cha bà khi đó cảm kích lắm nên đã đền cái ơn cứu con ấy bằng cách nhận hai vợ chồng nhà kia làm người giúp việc cho mình trong nhà đó cũng có một đứa con gái Hơn bà một tuổi Vì cũng sàn sàn như nhau Nên bà và con bé ấy chơi với nhau thân lắm Thường thường thì con bé kia Phải nhường nhịn bà Vì chẳng gì bà cũng là con địa chủ Nhà nó lại chỉ là thành phần bần cố nông Nên dù có phải chịu bà ức hiếp thế nào Cũng chẳng dám kêu tha một tiếng Giết rồi lớn lên Nó lại trở thành người hầu của bà Đứa con gái ấy chính là Vũ Tám Ngày bà cả về làm vợ ông tránh tổng làng này Cha mẹ bà thương con Mới cho con tám đi theo hầu Bà cả bận khi đó Cũng muốn có thêm bầu bạn Nên kéo nó đi theo Lúc ấy bà cả vừa tròn 18 cái sân xanh Còn con tám được 19 Thực ra khi cha mẹ ông tránh Đến xem mắt Họ đã suýt cưới con tám cho tránh hào Vì nhìn thấy nó cũng mỏng mày hay hạt Xong hỏi ra mới biết Con này chỉ là đứa ở nghĩ như vậy thì xem chừng cũng không môn đăng hậu đối cho mấy lại nhìn thấy cô mận cũng không đến nỗi nào nhà địa chủ này lại chỉ có mỗi một mình cô là con gái nên gia sản vạn người mơ ấy kiểu gì sau này chả là của con ông vậy là ông đã cưới mận cho hào và bà nghiễm nhiên bước chân vào nhà họ đường với chức danh dâu cả vậy nhưng mãi hai năm sau bà mới sinh cho tránh hào được một bụng con trai là cậu cả cảnh huân bây giờ nhưng thời này làm gì có chuyện đàn ông chỉ có một vợ Và Tránh Hảo cũng vậy Ông chỉ trung tình với bà cả mận được đúng 2 năm Thì bắt đầu tòm tèm người khác vào đúng dịp bà Lâm bồn Đàn ông mà Làm sao mà chịu chay tịnh tận mấy tháng Cấm vận lâu quá cũng phản tác dụng Ngày ấy Ông theo mấy ông Lý lên tỉnh Gặp ngay bà Hai Xoan. Khi ấy bà trẻ và đẹp lắm Lại là gái thành thị Nên nòm có vẻ ngọt nước hơn cả bà cả Bà Soan vốn là gái hát cô đầu Nhưng như thế đã là gì cơ chứ Một khi ông Tránh đã thích Thì mọi thứ chỉ là mũi thôi Và cuối cùng cái gì đến đã đến Chỉ vài tháng sau Ông Tránh đã dẫn bà hai về ra mắt Và năng nặc đòi cưới bà về làm lẽ Ông còn ra điều kiện Nếu bà cả và cha mẹ ông không đồng ý Thì ông sẽ bỏ nhà theo cô Soan Và trả luôn cho cha cái chức lý trưởng Vì thời điểm ấy Ông mới chỉ là lý trưởng mà thôi Cha mẹ ông đời nào chịu mất đi món hời khi họ đã bỏ ra cả món tiền để mua chức cho ông. Bổng lộc nhiều như thế, giờ để vuột vào tay thằng khác thì có mà thành công cốc. Chẳng ai dạy gì làm cái điều ngu ngốc ấy cả. Và rồi cha mẹ ông gật đầu cái rụp. Chỉ có bà cả là bầm tím ruột gan vì mình bị thất sủng. Tùy mang tiếng là người đến sau, nhưng bà hai lúc nào cũng kè kè bên ông Hào, làm cho bà cả ngứa mắt lắm đang nghĩ chưa có cách nào để trừ khử kẻ tình địch kia thì tám ta đã hiến kế và dĩ nhiên là bà cả nghe theo mọi sự sắp đặt của tám khen cho ả tám kia cũng lắm mưu mô khi vừa theo hầu bà cả lại kiêm luôn chức vú em trông coi cậu cả luôn đúng là nhất cử lưỡng tiện và người đầu tiên được hai con đàn bà nham hiểm lên kế hoạch trừ khử chính là bà hai lần ấy bà cấn bầu được hơn một tháng thì ngén lắm suốt ngày chẳng ăn uống được gì cả chỉ nằm bẹp trong phòng, khiến cho ông Lý lo lắng sai người đi tìm thầy, tìm thuốc và mua đủ thứ về tẩm bổ cho bà. Dĩ nhiên điều này không qua mắt được bà cả và bà hậm hực, ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng biết chút giận vào đâu, vì ông Lý luôn sai người bảo vệ bà hai vì sợ xảy ra chuyện. Có thể bà hai lo bà cả ghen ăn tức ở hại mình nên luôn tìm cách né tránh. Lúc đó, Vũ Tám kéo bà cả ra một chỗ rồi thì thầm: Bà muốn nhổ cái gai trong mắt lắm phải không? Em nhìn em còn ngứa mắt nữa là Chỉ cần con mụ hai đó mà sinh con Thì ông Lý sẽ bỏ bẵng luôn bà đó Có cách nào làm cho nó xảy thai không hả Vũ? Tôi là tôi lo lắm Nhìn nó lúc nào cũng ngỗng a à, ống nghẹo Bám lấy ông Lý như nhựa dính ấy Tôi chỉ muốn táng cho một phát thôi Bà cứ bình tĩnh Muốn thành công được việc này Thì không thể ngồi nhà mà làm được đâu Bà hãy làm cách nào xin ông Lý cho em về quê vài ngày đi. Em biết một ông thầy lang rất giỏi, ở mạng dưới nhà mình ấy, nhưng phải đích thân em về đấy mới được. Trời ơi, có khó gì đâu, để tôi nói với ông ấy cho bà về. Cứ bảo là mẹ tôi bị bệnh nhờ bà về chăm ít ngay. Ở đây tôi sẽ bảo con tị nó phụ cũng được. Và lần đó, vũ tám đã giúp bà cả loại bỏ cái thai trong bụng bà hai một cách dễ dàng. Nhưng đồng thời lần về quê ấy, cũng giúp Vũ ta tìm được người trong mộng. Trong những đêm trăng thanh gió mát, người con gái chưa một lần yêu, chưa một lần biết đến tình cảm trai gái, đã ngả vào lòng một anh trai thôn. Và cái kết là một bào thai đã hình thành. Khi biết mình mang thai, thì Vũ Tám cũng hay tin anh chàng dưới quê kia chuẩn bị cưới vợ. Vũ ta tưởng như chết đi sống lại vì mất đi thứ mà mình trân quý, nhưng đời vốn không như là mơ có những thứ tưởng là của mình xong thực ra lại không phải. Vũ ta có gì đâu để mà níu kéo anh chàng đó. Huống chi thời ấy ở quê, các cụ rất ghét chuyện đàn bà dễ dãi, chưa cưới treo gì đã vội ăn cơm trước kẻng. Những cô gái như vậy thường được các cụ gắn cho cái danh là phường mất nết, là loại gái hư. Mà đã là gái hư thì đời nào họ đồng ý để cho con trai của mình cưới, kể cả là cô có ảnh bụng ra đấy thì cũng mặc. Con gái khôn ba năm dạy một giờ ngu thì chết thôi ai bảo Hướng chi cha mẹ vú cũng già yếu thì làm gì có tiếng nói vú tám lại không muốn bỏ đi đứa con này đành phải muối mặt nói với bà cả như vậy hôm đó vú nhớ mình đã phải quỳ gối suốt một canh giờ khóc không biết bao nhiêu là nước mắt nhưng mặt bà cả thì vẫn cứ đăm đăm hở hững nói phải bỏ thôi nếu cô muốn ở lại đây thì dứt khoát không thể để đứa con đó được chuyện mà vỡ lở ra không chỉ có mình cô xấu mặt mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Lý nữa. Người ta sẽ cười vào mặt ông ấy vì không biết dạy dỗ gia nhân. Thế nên không có cách nào khác đâu. Vũ Tám biết khi ấy nếu mình bỏ đứa bé thì cơ hội làm mẹ cũng chẳng còn. Mà phận tôi đòi thì chắc gì đã lấy được ai. Cuối cùng một quyết định nhanh như điện xẹt được Vũ thực hiện. Ngoài mặt Vũ ta làm như nghe lời bà cả. Nhưng bản thân lại âm thầm nịt bụng lại và xin về quê ít ngày để giải quyết sự cố. Ấy thế mà không biết do trời thương hay do Vũ ta nịt bụng khéo quá. Mà từ đó bà cả cũng không còn thấy Vũ Tám nôn ói nữa. Cái bụng cũng chẳng thấy to ra. Chuyện bẵng đi lâu lắm cho đến một ngày, Vũ Tám xin phép về quê vì nghe tin mẹ ốm nặng. Dĩ nhiên là bà cả đồng ý, còn dặn khi nào mẹ khỏe thì phải lên ngay. Lần ấy, về quê, Vũ Tám đã sinh được một đứa con gái. Đứa bé bị buộc bụng nên đẻ ra, chỉ bé như bắp tay, nhưng được cái nó cứng cáp và khỏe lắm. Cha mẹ Vú thương con nên cũng giấu nhẹm dân làng. Họ cứ ngấm ngầm nuôi đứa bé chỉ bằng nước đường và bọt cơm. Lúc đó, Vú Tám đang ở nhà thì con bé còn được bố mẹ. Nhưng dù không muốn ra con thì Vú vẫn cứ bắt buộc phải đi. Nhìn bầu ngực căng cứng nhất giữa của mình, Vú ứa nước mắt. Cha mẹ Vú khi ấy đã phải lại lục bà em ruột của Vú ở làng bên nuôi dùm để tránh sự việc vỡ lở. Chính vì vậy, cho đến mấy chục năm sau, chẳng ai biết Vũ Tám có một đứa con cả. Hàng tháng, Vũ Tám vẫn gửi tiền đều về cho mẹ, nhưng thực chất số tiền ấy chủ yếu để nuôi con. Đứa con gái thiệt thòi vì không có cha, lại sớm phải xa mẹ, song cũng được trời thương nên dễ ăn dễ nuôi lắm, cứ lớn lên như củ khoai củ sắn ở một vùng quê yên tĩnh đó. Cho đến một ngày khi cậu cả được 18 tuổi, chuẩn bị xây dựng gia đình, Bà cả mới tính kiếm thêm một con hầu Để chăm lo cho vợ chồng cậu Và một lần nữa Vũ Tám lại hiến kế Về quê tìm người Bà cả nghe phân tích thấy có lý thì gật đầu ngay Vì chả gì bằng người nhà mình cả Ngay đầu con bé mà Vũ Tám muốn đưa lên Là một đứa cháu họ xa của Vũ thì phải Nói đến đây Chắc mọi người cũng phần nào đoán được Đứa con gái ấy là ai rồi phải không Bà cả chưa hết đau đầu Vì mọi chuyện chưa đâu vào đâu Thì lại dậu đổ bìm leo Nghe thằng Hợi nói, đứa bé con tâm đẻ ra chưa chắc phải là con của cậu cả. Vậy thì đích thị là con của thằng Hợi rồi. Té ra, cái con tâm này nó cũng to gan lớn mật thật. Nó dám sỏ mũi cậu cả, lại còn lừa cả bà. Vậy thì bà sẽ không để yên. Bà sẽ một tay vùi dập nó. Nghĩ là làm, bà cả liền đi vào phòng con tâm, gần giọng nói. Mày, theo tao ra đây. Dạ, bà cả, con định cho cháu nó bú một tí, Việc của ta quan trọng hơn, nhanh lên! Con tâm đành phải dăm dắp nghe lời. Nó cứ cùn cút theo sau so bà cả, lòng đầy thắc mắc. Thằng Hợi chết rồi, nó nghĩ mọi bí mật về đứa bé cũng sẽ bị chôn vùi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí và nhuốm màu chết chóc của bà cả, thì bất giác lạnh hết cả sống lưng. Đến trước sảnh nhà lớn, bà cả quát hỏi: Mày nói đi, mày đã lên kế hoạch lừa nhà ta bao lâu rồi hả? dạ con nào dám ạ à, bà mong bà hãy tin con tất cả là do thằng hợi nó lộng ngôn nói bậy đấy ạ vậy mày hãy nói đi mụ tám là thế nào với mày dạ con cũng chỉ biết bà ấy là bà con xa thôi chứ con cũng không biết tường tận sao bà lại hỏi con như vậy ạ à? tao nghi lắm vì mọi bí mật về thân thể của mày chỉ có một mình con mụ ấy biết được cũng là một tay nó đưa mày về đây giờ thì mày biết rồi đấy Nhà tao không chấp nhận nuôi con của kẻ khác. Nếu đứa bé này không phải là con của cậu cả, thì mày hãy mau cuốn xéo khỏi đây đi. Dạ, con xin bà. Con bị thằng hợi nó lừa, nó ép buộc, nó dọa giết con. Còn cậu trụ nhỏ thấy đích thị là con của cậu cả mà. Còn mà nói sai nửa lời thì trời vật chết con đấy. Con thề luôn ạ. Bốp bốp. Thế à? Thế cá chê chui ống ấy. Tao đã bị chúng mày lừa nhiều lắm rồi. Giờ thì mà hãy ôm khăn ôm gói mà cút khỏi đây đi. Ta không thể chứa chấp thêm cái ngữ lừa lọc meo mỡ chúng mày được. Cứ tưởng con tâm sẽ sợ hãi trước lời đe dọa của bà cả mà quỳ xin bà. Nhưng không, nó trượt đi gần lại phía bà rồi ghé tai nói nhỏ. Lời của nó phát ra khiến cho bà cả hững đi một nhịp, mặt tái cả đi. Bà đuổi con cũng được thôi bà cả. Nhưng con nói trước, con mà đi khỏi cái nhà này thì con sẽ kéo bà đi cùng. Bà đừng tưởng những việc bà làm với bà hai là không ai biết đâu nhé. Con vẫn còn đủ bằng chứng đấy ạ. Mày, mày nói gì hả con khốn? Mày có muốn bà bóp chết mày không hả? Bà bóp đi, con chìa cổ ra cho bà bóp đây này. Chưa hết đâu ạ, à. còn cái vụ bà bắt Vũ tám và con đổ thủy ngân vào mồm con na, khiến nó bị câm, bà có nhớ không ạ? Cấm mồm, mày mà nói thêm câu nữa là bà cắt lưỡi mày bây giờ vậy nên bà biết là con không hề đùa đúng không ạ bà muốn sự việc này bị ém nhẹm mãi mãi thì bà nên để im đi con và bà sẽ chung sống hòa bình dưới một mái nhà cùng chống lại kẻ thù chung cậu chủ nhỏ vẫn là cháu của bà không những vậy tới đây con sẽ đẻ cho bà thêm vài đứa cháu nữa như vậy chả tốt quá ư bà nên an hưởng cái tuổi già đi đừng ủ mưu thêm nữa kẻo đêm dài lắm mộng đấy cái gì không lo được thì cứ để đó cho con mày 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 còn kinh khủng hơn cả con mụ vú kia nhiều lần biết thế bà tống cổ mày ngay từ những ngày đầu không nhận mày vào đây rồi đã muộn rồi bà ơi con với bà giống nhau mà chúng ta đang đứng trên một cái thuyền thuyền chìm thì lái cũng chìm vì vậy bà hãy phối hợp với con cho nó tốt vào chỉ có con mới giúp bà loại bỏ được những cái gai kia thôi vậy nên bà hãy đóng vai mẹ chồng cho thật đạt vào nhé từng kẻ ngáng đường bà sẽ từng người từng người bị con loại bỏ hết bà cứ yên tâm mày mày rốt cục là ai hả con là người là con tâm của bà đây sắp tới còn là con dâu của bà nữa mà là vợ lẽ của cậu cả nhưng mà con không muốn làm lẽ đâu vì vậy nhiệm vụ của bà là nhổ giúp con cái cọc kia đi nó không biết đẻ thì muôn đời vẫn chỉ là một con vịt đực trong lốt một con cái mà thôi. Bà biết mình phải làm gì rồi chứ? Con kìa, mày đừng có hòng điều khiển được tao. Vậy ư, ừ, thế thì để con đi thú tội với bà hai với bà ba nhá. Nếu sự việc này mà vỡ lở ra thì bà sẽ mất hết đấy. Còn con, cùng lắm cũng chỉ bị phạt đòn và đuổi đi thôi. Còn bà, bà lỡ nhìn thấy sản nghiệp vào tay người khác à? Bà không cam tâm đúng không? Cũng như con không cam tâm cho kẻ khác xoán ngôi của con mình Bà hiểu ý con nói là gì rồi chứ Bà cả tái cả mặt Không hề nghĩ một con hầu lại dám ra điều kiện với mình Nó đã lật ngược thế cờ một cách đầy ngoạn mục Ngần nay tuổi đầu rồi mà bà vẫn bị một con uất vắt mũi chưa sạch Chơi cho một vố còn đau hơn cả hoạn Nó còn bày cho bà những đường đi nước bước Bắt bà phải tuân theo nữa chứ Thật là cay hơn cắn phải ớt hiếm Giờ bà mới biết con Tâm nó không hề dễ chơi Để đuổi nó ra khỏi cái nhà này Là điều không tưởng Cứ nghĩ sẽ dằn mặt đứa con hầu Ai dè lại bị nó Sỏ cho một mũi trúng tim đèn Vậy mà bà cả lại phải chịu nó Từ hôm đó Thấy cậu cả ngủ hẳn bên phòng con Tâm Thì ai cũng lạ Giết rồi cái nhà này toàn sự lạ không Mợ cả thì chẳng thèm nói coi như điếc Vì mợ biết cậu cả đã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi nếu mợ có làm gì nó Thì cậu cũng chưa chắc đã đứng về phía mợ Nhưng quan trọng nhất Người mà mợ thương yêu lại chẳng thêm đái hoài đến mình Thì mọi sự cố gắng cũng phòng có ích gì đâu Việc làm cho bà cả phải thỏa hiệp với mình Là một thành công lớn của con tâm Nó hả dạ lắm Chẳng những không bị đuổi ra khỏi nhà Mà cái đích trở thành vợ của cậu cả Cũng không còn xa nữa Nó sẽ đi bước nào chắc bước ấy Và loại dần những kẻ ngáng đường mình Hôm nay nó phấn khích lắm Thấy cần phải làm một việc gì đó để thể hiện bản thân Cho đỡ ngứa chân ngứa tay Thì thấy mợ ba đang ôm bụng đi dạo ngoài vườn Mắt con tâm liền lóe lên một tia tinh quái Nó dảo bước đến gần mợ ba rồi nói Chào mợ ba nhá À sao sắp đến ngày sinh rồi nhỉ Xem ra chị em mình sắp phải đổi cách xưng hô rồi nhỉ Mợ ba biết tin gì chưa Tôi sắp thành vợ của cậu cả rồi đấy Chúng ta sắp thành người một nhà rồi Vui nhỉ Mợ bà bắn ánh mắt sắc lèm về phía con Tâm rồi nói Mày bị mắc bệnh ảo tưởng hay bị mù màu vậy hả Tâm? Tao nghĩ người như mày được ông bà chủ thương không đuổi đi là may Giờ mày còn định ở đó lên mặt với ai vậy? Chẳng ngờ bị mợ ba nán gần Nó không sợ mà còn vênh mặt lên nói Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nha nếu mợ biết điều thì sau này tôi còn gọi mợ một tiếng là em dâu. Còn không thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Làm gì phải căng? Mợ cũng chỉ là con ông giáo làng. Chứ có phải là tiểu thư canh vàng lá ngọc gì đâu mà ghê gớm vậy. Tao tuy chỉ là con ông giáo nhưng ta là người biết phép tắc lễ nghi. Chứ không phải là thứ người hầu mà dám cưỡi lên đầu chủ ngồi như mày đâu. Này, Tôi có ngồi lên đầu ai cũng không mắc mớ gì tới cô nhá. Đừng có tưởng núp dưới bóng cậu ba mà oai. Tôi đây cóc sợ đâu nhá. Từ bao giờ một con hầu lại ngang ngược như mày chứ? Xem ra hôm nay mợ bà không dạy cho mày một bài học thì không được rồi. Con tâm vênh mặt lên thách thức. Đố kẻ nào đụng vào tôi đấy. Kể cả cô nhá. Cứ thử xem. Thử xem tôi có dám bẻ giò que của cô đi không? Tao là tao đang có bầu nên tao không thèm đánh mày cho bẩn tay nhưng sẽ có kẻ thay tao dạy dỗ mày đấy nói rồi mợ gọi với vào trong con hảo đâu ra đây cô bảo con hảo đang trong nhà nghe tiếng chủ gọi thì chạy ngay ra nó nhắc thấy bóng con tâm liền liếc mắt hỏi con này nó định gây chuyện với cô à cô để em em sẽ cho nó một bài học cái thứ hỗn hào này em cứ nặng tay cho cô không cần phải khách khí dạ cô cứ để đó cho em nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy mà nói rồi con hào sấn lại vung tay lên chỉ nghe hai tiếng bốp bốp cháy cả má con tầm điên tiết vì bị con hào đánh thì liền lao vào túm tóc con này quyết một trận sống mái nó vừa túm tóc con hào vừa gào lên cái đồ mất dậy này mày tưởng mày đánh được bà à lát nữa cậu cả về bà sẽ sai cậu tống cổ mày ra khỏi vương phủ đồ bẩn thỉu hạng cùng đinh khố rách áo ôm nhà mày con Hảo không nói không rằng Giờ Trần đạp mạnh vào bụng con Tâm một cái Con này đau quá Tức thì phải buông tóc con Hảo ra Chỉ tay vào mặt mợ ba xỉa sói Thì ra cả chủ lẫn tớ chúng mày liên hợp lại đánh tao phải không Còn bộ kia Tao chủ cho con mày khi sinh ra bị đuôi mù Tâm hồn điên loạn như loài chó dại Còn mày đẻ xong thì cũng bị sản giật mà chết Láo, hỗn Mày đứng im đó cho mợ Lần này thì mợ ba quyết không tha con tâm đúng là to gan lớn mật nó có thể chửi mợ nhưng không được phép nguyền rủa con của mợ nhất thì bét mợ cũng phải cho nó một trận để biết thế nào là lễ độ mợ ba đi đến bên con tâm vùng thẳng tay và cho nó hai cái tát vào mặt mày đừng có tưởng tao đang có bầu thì tao không làm gì được mày nhá tao đã định rảnh tay không thèm động đến thứ rác rưởi như mày vậy mà mày còn cố tình làm tới mày thử nói thêm một câu nữa xem tao có cho mày bay luôn cái hàng tiền đạo đi không còn tầm tuy ghê gớm to mồm Nhưng vì độ chịu chơi của nó Thì còn thua mợ ba một bậc Vừa rồi bị mợ táng cho hai bạt tai Điên hết cả lên Xong nó biết giờ mợ đang có bầu Nếu nó cố tình làm liều xông vào đánh mợ Chẳng may cái thai bị làm sao Thì có 10 cái mạng của nó cũng không giữ được Nên nó đành phải nuốt nỗi nhục vào trong Nhất định nó phải trả mối nhục này Còn tâm chứ không phải là ai nhá Ai vay của nó một thì nó sẽ đòi lại 10 Mợ ba đã động vào nó thì nó quyết không tha Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi Nó gần từng tiếng như tuyên chiến với mợ Mày nên nhớ ở cái nhà này Cậu cả mới là chủ nhá Mẹ con nhà mày cũng chỉ là loại cướp chồng người khác thôi Mẹ ba và cậu ba được vào cái nhà này Cũng là do phước của bà cả Chú mày không biết ơn Lại còn vinh mặt dậy đời như vậy à Có tin tao nói cậu cả Tống cổ lũ chú mày ra khỏi nhà không hả à? đồ ôn vật. Bốp, bốp. Thêm hai cái tát nữa được giáng thẳng vào bên má con tâm. Lần này nó không còn khách khí nữa, liền lao đến chỗ mợ bà. Khi cánh tay của nó sắp sửa chạm vào người mợ, thì một tiếng nói như sấm rền vang lên. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm mà mày to gan tâm nhỉ? Giọng nói kia vừa buông xuống, thì cánh tay con tâm cũng buông thõng như không hề có lực. Là cậu ba, chứ còn ai vào đây nữa, Ngực nó như bị một hòn núi Thái Sơn đè nặng Nó lắp bắp Dạ em Em chưa nói gì nghe cậu Là tại cái tay của em Tại cái tay của mày à Vậy thì để tao cho nó đi chơi nhá Cái tay không biết nghe lời chủ này Thì mày giữ làm gì Nói đoạn cậu bóp mạnh một cái Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc khô khốc vang lên E mà cậu bóp thêm nữa Thì tay con tâm sẽ vỡ vụn ra mắt Nó vừa sợ vừa đau Mặt tái dại đi Đúng lúc đó cậu hất mạnh tay nó ra Mặt bắn lên những tia giận dữ Mà nói Mày cho mày gặp lúc mợ đang có bầu đấy Không thì cánh tay này được đi chơi xuân rồi Mày vẫn còn xanh và non lắm ta ạ, Chọc đúng và ai không chọc Lại đi chọc vào bà cô võ công đầy mình Dại thật Ta nói cho mày biết nhá Tốt nhất mày nên lo lấy thân của mình đi Đừng có ở đây mà gây chuyện nữa Thời gian ở lại cái nhà này của mày cũng không còn dài đâu Biến đi Con tầm lủi đi như chuột con hào lúc này mới vỗ tay đồm đốp mà nói, "Cậu chết nhất quả đất luôn, em đã bảo rồi mà, đừng có dại mà động vào cô em, cậu mà ngứa mắt lên thì cậu cần tất lũ chúng nó." "Mà sao con tâm này nó ảo tưởng thế cậu nhỉ? Nó nghĩ ai cũng có thể dắt mũi được hay sao ấy? Mỗi lần nhìn thấy nó, em chỉ muốn vả cho nó rơi hết cả răng ra thôi." Cậu liền phá lên cười mà nói, "Hai cô cháu nhà này mới chất đấy, người đâu mà lúc nào cũng thích đi đánh nhau thôi." rồi cậu quay sang xoa tay vào bụng mợ mà nói chẳng biết là cái thằng cu hay là con hiễm đây mà chưa ra đời đã được mẹ luyện võ cho suốt rồi chỉ sợ sau này một tay phá làng phá xóm có hạng ấy chứ nói trước cậu không đi năn nỉ người ta được đâu đấy một mình mẹ nó cậu đã chịu không nổi rồi giờ thêm tí nhau này nữa thì cái làng này không còn ổi mà ăn đâu chẳng ngờ mợ tưng từng nói luôn trời ơi lo gì cậu Cùng lắm nó chỉ đi đốt mấy đống rơm của họ là cùng Ổi thì chỉ có mình em xài thôi Nghe chừng thằng trong bụng này chắc mai sau giỏi cái khoản đấm bốc đấy Ngày nào nó cũng thụi em ầm ầm ra ấy À thằng này láo Dám đánh mợ à Cứ để đó cho tôi Mai mốt tôi thụi bỏ mẹ nó đi Dám đánh vợ ông à Mày giỏi đấy Rồi cậu ôm ngang hông mợ kéo vào nhà Khổ con vợ của cậu dạo này eo bánh mì quá Nhưng mà cậu lại thích Người gì đâu mà 19 tuổi đầu rồi nhưng cứ như trẻ con ấy. Cậu chẳng hề biết rằng từ xa có một bóng người đang hậm hực nhìn theo, môi mím lại rủa thầm. "Chúng mày cứ vui đi, chỉ sợ hôm nay cười vui thế này, ngày mai sẽ không còn sức cho chúng mày khóc nữa đâu." Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, chợt có một bóng người nhẹ nhàng đi đến phía phòng quan tâm rồi dừng lại trước cửa phòng quan sát. Thấy không có động tĩnh gì, người này mới gión rén đi vào đứng một lúc rất lâu ở đầu giường, nhưng không làm gì cả. Giống như có linh tính, con tâm mở choang mắt, ánh đèn hột vịt soi vào mặt người kia, khiến trong giây lát làm cho nó thất kinh. Người này đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng, rồi chỉ ra ngoài, có ý bảo con tâm đi theo. Hai người đi đến nhà chứa củi thì dừng lại. Lúc này là giữa canh ba. Con tâm vẫn chưa hết ngạc nhiên mà nói là bà tại sao bà lại còn mò về đây bà không sợ chết sao bà tìm tôi có việc gì tâm là mẹ đây hãy nghe mẹ nói bà nói cái quái gì vậy ai là con của bà cơ mẹ mẹ chính là mẹ của con tâm ơi bao nhiêu năm nay mẹ phải giấu đi thân phận thật của mình để mong con được hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng bà nói thế là thế nào tôi không tin bà đâu có đẻ ra tôi đâu Bà đâu có nuôi tôi ngày nào đâu mà nhận là mẹ Bà đi đi Tôi nể tình bà làm ở đây lâu Nên tôi sẽ không gọi mọi người ra bắt bà đâu Nhưng bà đừng về đây gặp tôi nữa Nguy hiểm lắm đấy bà có hiểu không Mẹ không sợ chết Mẹ chỉ sợ chúng sẽ hại con thôi Cái nhà này con hãy mau tránh xa mụ cả ra Bà hai và cậu ba nữa Nếu họ phát hiện ra sự thật Thì con sẽ không được yên thân đâu Bà nói cái quái gì đấy hả Đừng có tưởng nói gì mà tôi cũng tin bà ngủ với ai mà lại nặn ra tôi hả? Đừng có mơ, tôi nhận bà là mẹ. Thôi, nói bấy nhiêu đủ rồi, bà đi đi, đi cho thật xa đi, kẻo nhà họ mà biết cái mạng rẻ rách của bà thì cũng không giữ được đâu. Còn có biết vì sao mẹ phải sống ở cái nhà này đến tận ngày hôm nay không? Cũng không phải chuyện của con với thằng Hợi mà mẹ không biết đâu. Chắc con trách mẹ nhiều vì mẹ đã giết chết nó đúng không? Nhưng nếu để cho nó sống thì nó sẽ chặn hết các ngả đường của con đấy. Con làm gì còn cơ hội để làm vợ cậu cả nữa hả? À? Còn Tâm đã sớm đoán ra điều này. Nó cũng biết chuyện riêng của mình đã bị bà vú tỏ rõ. Thực ra nó chẳng hề yêu đương gì thằng Hợi cả. Nó chỉ lợi dụng thằng này để đạt được mục đích của mình thôi. Nó nghĩ có thể cậu cả bị vô sinh. Vì vô sinh nên mới ăn ở với mợ cả năm 6 năm rồi mà chả có nổi một muộn con. Mới lợi dụng thằng này làm bàn đạp thôi. Chẳng ngờ sự việc lại đổ bể. Thằng Hợi bị bắt và kế hoạch của nó thì xém đi đời nhà ma. Cũng phải công nhận bà Vũ cao tay, bà ta ghê gớm hơn nó tưởng nhiều. Chỉ trong một đêm, vừa thoát ra ngoài, đã hạ chết một thằng lực lưỡng như cho mộng. May cho mụ Vũ là thằng hợi bị nhốt trong nhà kho, chứ nếu đường đường chính chính thì mụ làm gì có cửa. Thôi thì cũng coi như nó và thằng này không có duyên. Nghĩ đến đưa con, bất giác con tâm lại rơm rớm nước mắt. Nó thương thằng bé, nhưng có chết nó cũng không tin vào sự thật cái sự thật rằng nó là con của mụ vú người đàn bà nanh nọc mà ai cũng ghét cay ghét đắng ở cái phủ họ đường này tự dưng nó lại thấy chạnh lòng khi nhìn vào cái dáng lầm lũi của người đàn bà trước mặt nước mắt nó trượt tràn ra khóe mi nó khóc đây là lần đầu tiên nó rơi nước mắt và mụ tám đã nhận ra điều đó mụ chạy đến ôm chầm lấy nó mà nghẹn ngào mẹ sẽ làm tất cả vì con chỉ cần con được sung sướng Thì bảo mẹ nhảy vào lửa mẹ cũng cam lòng Hãy tha lỗi cho mẹ Không thể hàng ngày ở bên con được Tâm ơi Bà đang ở đâu thế Xa lắm Ở chỗ mà chẳng ai tìm được mẹ Còn cha của tôi là ai Còn hãy quên người đàn ông bội bạc ấy đi Ông ta không xứng đáng được nhắc đến đâu Nhưng vì sao ông ấy lại bỏ bà Vì gia cảnh không môn đăng hậu đối thôi vì mẹ nghèo chém cha cái kiếp nghèo hèn này đi nếu có kiếp sau tôi xin được đầu thai vào nhà giàu chỉ có giàu thì mới có nhiều tiền và nhiều tiền thì sẽ mua được mọi thứ nghèo mà đẹp thì cũng chẳng mài ra mà ăn được đâu thôi bà đi đi đừng bao giờ quay trở lại đây nữa nguy hiểm lắm mẹ chưa thể đi được mẹ vẫn phải quay lại nơi này một lần nữa mẹ phải đòi nợ một người là ai ạ à? Ông tránh hay là bà cả Là mụ cả đấy Chính nó đã lấy hết tất cả mọi thứ đúng ra là của mẹ Mẹ phải đòi lại chứ Bằng cách nào Bà đến thì dễ nhưng thoát ra thì không dễ đâu Tôi xin bà hãy trốn đi thật ra Nếu bà còn muốn sống tiếp Bà ta lầm lũi bước đi Còn Tâm cũng đi về phòng Từ lúc ấy Nó cứ vắt tay lên chán mà không thể ngủ tiếp được Nó trách cho phận đời đen bạc Khiến cho mẹ nó phải lo tâm khổ tứ ủ ra đủ mọi chiêu trò Tự nhiên nó thấy mệt mỏi Và muốn buông bỏ mọi thứ Nó muốn trở thành một người bình thường Có một gia đình êm ấm như ai Có vợ có chồng Và những đứa con ngày ngày vang vọng tiếng cười Chẳng cần phải tranh đoạt của ai làm gì cho mệt Nó ước ao Giá mà nó gặp được thằng Hợi Không phải trong hoàn cảnh này Ba ngày sau Nhà ông Tránh lại xảy ra chuyện Một chuyện kinh thiên động địa chưa từng có Bà cả đã bị kẻ xấu vào giết hại ngay trong đêm. Chiêu thức giết người hệt như cách nó đã giết hại thằng Hợi trước đó. Bà cả đã bị giết bằng một nắm châm độc, đích thị là châm độc. Bà chết mà đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng như thế, trước khi chết bà đã hoảng hốt lắm. Kẻ đó là ai mà lại có thể vượt qua được cả đàn chục con chó giữ nhà ông Tránh Tổng? Chứng tỏ kẻ ấy là người rất thông thuộc đường đi lối lại và đã từng ở đây. Đám gia nhân hoang mang lắm. Đây là lần thứ hai chúng được chứng kiến một cái chết hãi hùng như thế. Chẳng ai bảo ai, tất thảy đều biết rằng người ra tay chính là mụ vú chứ không phải ai khác. Mụ đã về để trả thù bà cả, rằng vì bà đã chèn ép mụ mấy chục năm, khiến mụ phải chịu bao ớt ức tủi nhục nên giờ mới là lúc mụ ra tay. Mụ đã chút tất cả nỗi căm hờn vào mớ châm độc để đoạt mạng kẻ đã làm cho mụ ra nông nỗi ngày hôm nay. Lệnh quan phủ ban phải truy lùng bằng được mộ vú. Chỉ cần ai thấy mụ ở đâu, bắt trói, đem nộp lên quan, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng 30 quan tiền. Bỗng dưng, mụ lại trở thành nữ sát thủ, mà nhà nào nhà nấy chỉ nghe đến tên thôi, cũng bạt vía kinh hồn. Mới tối đến, mà nhà nhà tắt đèn đi ngủ, chẳng ai dám ló mặt ra đường. Họ chỉ sợ, láng quá ngoài đường giờ ấy, chẳng may gặp phải mụ, Khéo mụ ngứa mắt lại tiễn đi chầu ông bà ông vải luôn cũng nên. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, ở trong nhà cho nó lành. Đám trẻ con hay khóc cũng bị người lớn lấy mụ đem ra dọa, thành ra nhiều đứa chẳng biết mụ là ai, mặt mũi mụ tròn méo thế nào mà cũng sợ té đái cả ra quần. Mấy ngày sau đó, nhà ông Tránh Tổng luôn ngập tràn trong một màu thê lương. Ban ngày người ra nghề vào còn đỡ. Chứ đêm xuống là đám con hầu rúm rít vào một chỗ vì sợ. Chỉ cần đi ra ngoài một tí, chúng lại phải rủ nhau đi cùng vì hãi ma thì ít mà hãi mộ vũ thì nhiều. Bởi cả nhà này ai chả ghét vũ tám, chưa bao giờ chúng được chứng kiến những sự việc hãi hùng như thế. Chúng cứ dọa nhau cẩn thận kèo gặp vũ tám thì đời tàn. Mà kể cũng lạ, lệnh quan phủ ban ra, truy nã người đàn bà ấy cả tuần nay rồi mà chẳng ai bắt được mộ ta cả cứ như mụ đã chui xuống đất hay mọc cánh bay lên trời rồi trong nhà này có lẽ chỉ mình con tâm là không sợ người đàn bà ấy vì nói thế nào thì nói nó vẫn là đứa do bà ấy sinh ra hổ dữ không ăn thịt con cơ mà chuyện ắng đi được mấy hôm thì lại ồn lên một chuyện khác số là từ hôm mẹ cả chết đi cậu cả có vẻ càng nghe lời con tâm hơn và bị nó điều khiển chẳng biết cậu nghe nó tỉ tê thế nào mà đòi ông tránh phải chia đôi gia tài mặc cho cậu chủ nhỏ vẫn còn bé tí mà ai cũng biết đó chẳng phải là con của cậu chỉ là thứ mà cậu phải đổ vỏ của thằng hợi mà thôi nhưng giờ cậu đã bập vào con tâm lại ăn phải bùa mê thuốc lú của nó nên đâu còn biết phân biệt trắng đen gì nữa cậu bị mù mau mất rồi đúng là chết vì đàn bà mà dĩ nhiên là ông tránh không bao giờ đồng ý rồi bà hai và bà ba cũng không chịu vì họ nói nếu chia cho cậu cả Thì chẳng phải đồng ý rước ngoại tộc về ư Còn tầm nó tức lắm Nó đang tìm cách để loại bỏ những vật cản đường Phải mạnh tay thôi Giờ bất kể kẻ nào Không cùng phe với nó Thì đều là kẻ thù hết Mà kẻ thù thì không được nhân nhượng Nhân nhượng với kẻ thù là tự giết chính mình Và cái đích đầu tiên mà nó nhắm đến là bà ba. Tuy phòng bà lúc nào cũng có hai người, nhưng con câm kia khác nào một hòn đá di động, nó không thèm để vào mắt. Chỉ cần nhổ được cái gai trong mắt là bà ba, thì bà hai nó nhổ lúc nào chẳng được. Vô hiệu hóa bà ba, thì vợ chồng cậu ba cũng chả là cái thá gì cả. Nó chấp tất và một kế hoạch hoàn hảo được nó răng ra. Từ dạo bị hại đến giờ thì bà ba luôn có thói quen ăn cơm cùng con hầu ở trên phòng, chứ không ăn chung với mọi người Hôm nay cũng vậy, khi con Na à xuống nhà bếp lấy cơm mang lên phòng cho bà thì đụng mặt con Tâm. Thấy con Tâm đang lúi húi làm cái gì đó nên con Na à sinh nghi, chần chừ chưa muốn lấy cơm. Thì con Tâm đã giật lấy cái tô trên tay nó, bới cơm vào đó rồi nói: "Để tao lấy cho." Sao cái mặt mày lúc nào cũng nhìn tao với ánh mắt mang hình viên đạn thế hả con cơm kia? Nhìn thấy mặt mày tao thấy hãm quá đi mất nhưng con na đã đẩy mạnh con tâm một cái làm cái tô đang cầm trên tay con tâm rơi xuống đất vỡ toang con tâm tức khí sấn đến vả cho con na mấy cái chắc nó nghĩ con na vẫn hiền như mọi khi và không dám đánh lại mình nhưng nó đã lầm ngay khi con tâm định vung tay lên lần nữa thì ngay lập tức bị con na tóm được tay và bóp mạnh đồng thời cánh tay kia của con na ấn mạnh vào ngực con tâm và đẩy mạnh một cái con tâm mất đà ngã chồng vó xuống nền nhà, cả người đè lên mảnh sành chảy cả máu lên. Lần này thì cuộc hỗn chiến xảy ra, một bên là con na cầm, một bên là con tâm, mồm miệng ngoa ngoắt, sổ ra một trang sủa giả. Cái con chết bầm kia hả? Mày câm thì thôi đi, lại còn bày đặt trả treo với tao à? Mày có tin tao cho mày một đi không trở lại không hả? May mà mày còn giữ được cái mạng chó của mày, thế mà còn không biết điều. Đừng có để tao điên lên, ta tiễn mày xuống sông âm phủ luôn đấy." Nó nói đến đây thì chợt nghe có tiếng vỗ tay sau lưng và một giọng nói cất lên khiến cho nó giật mình. "Việc làm của mình, cứ ngỡ thần không biết quỷ không hay, ai ngờ trời xanh có mắt. Mày ác quá tâm ạ. À. Tên là Tâm nhưng mà tâm địa hẹp hòi ích kỷ. Mấy năm trước bà với bà vú bà cả hại con Na ra thế này, đến giờ vẫn không hối hận sao? Dừng tay lại đi." kéo người xuống âm phủ là mày đấy chứ không phải là nó đâu. Bà hai, bà nói gì? Bà hai điểm nhiên nói rành rọt từng tiếng một. Thế chẳng phải năm đó chính con na nó phát hiện chủ tới nhà mày đã bôi cây thường xuân độc vào quần áo và khăn mặt của bà ba đấy à? Và ba người chúng mày đã nhốt nó vào phòng kín, đổ thủy ngân vào mồm khiến nó bị tụt lưỡi không nói được đó hay sao? Bà... thì ra... Đúng đấy, Ngày ấy tao thân cô thế cô không làm được gì chúng mày, cũng xém bị chúng mày hại chết. Và chẳng phải chính ba người chúng mày đã giết chết những đứa con của tao đó hay sao? Hại tao không thể được làm mẹ dù chỉ một lần. Tao nói có sai đâu, chúng mày là thú chứ không phải là người. Đã đến lúc mày phải nhận quả báo rồi đấy. Bà câm mồm ngay đi, sao bà không chết đi chứ? Sống mà không sinh đẻ được thì khác nào một cái cây đu đủ đực vô giá trị. Tôi á, tôi mà như bà Tôi tự đâm đầu vào cầu tiêu mà chết rồi Sống làm gì cho nó chật đất vậy Bố Mày là loài không cha không mẹ Không có giáo dục Nên là loài lưu diêu rác rưởi Hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết Về bộ mặt thật của mày Cũng chính tay tao Ta sẽ tống cổ mày ra khỏi họ đường Còn chuyên đi nằm ngửa kia ạ Tôi thách bà đấy Bao nhiêu năm trước bà còn chả làm gì được ai Thì bây giờ bà làm được cái thá gì hả Đồ đàn bà vô dụng Đồ tịt đẻ như bà làm gì có tư cách mà dạy ai Còn khốn này Xem ra hôm nay bà không dạy dỗ mày thì không được rồi Người đâu Chói con này lại cho bà Tức thì Thằng hám và thằng tuất từ đâu xông đến lôi cổ con tâm dậy Rồi chói nghiến nó lại Mặc cho con này gào thét Đòi mách cậu cả Bây giờ thì có rời mới cứu được nó Chỉ đợi cậu ba về là xử tội thôi Chỉ là một con hầu Mà lại đòi lên mặt không coi ai ra gì cả Mộng xoán ngôi bà chủ nữa chứ E là ngày tan của nó đang đến rồi Con Tâm ngay lập tức bị tống vào nhà kho Tối hôm đó mọi người cứ tưởng cậu ba sẽ đưa nó ra xử tội Nhưng không, cậu chưa làm gì cả Nên tạm thời số phận con Tâm chưa bị định đoạt Không ai biết ý đồ của cậu ba là gì Chỉ có mợ ba là hiểu chồng mình đang muốn răng một mẻ lưới Cậu tin lần này con cá to sẽ mắc lưới Đêm đầu tiên chưa có việc gì xảy ra Đêm thứ hai cũng vậy Đêm thứ ba thì bắt đầu có sự lạ vốn đã nhốt con tâm vào nhà kho nhưng cậu ba vẫn cắt cử người canh gác nó vì sợ có kẻ đánh tháo cướp nó đi và đúng là cậu ba liệu việc như thần vào khoảng canh ba đêm hôm ấy trong lúc mọi người đang say giấc thì có một bóng người bịt mặt nhanh nhẹn tiến vào người này có vẻ quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây nên cũng không bị đám chó tây gây khó dễ quan sát một hồi không thấy động tĩnh gì cả bóng đen mới tiến lại nhà kho hé mắt nhìn vào cửa sổ rồi nhẹ giọng cất tiếng tâm ơi dậy đi con dậy con tâm đang nằm im trên giường nghe thấy tiếng nói phát ra thì nhòm ngay dậy nó bị nhốt trong nhà kho khóa kín nhưng lại không trói nên đi lại không hề khó khăn gì cả nhận ra có người đến cứu mình con tâm tiến đến bên cửa sổ mà nói bà làm cách nào đưa tôi ra khỏi đây đi tôi không muốn chết đâu còn chờ một chút đi Để mẹ tìm cách mở khóa Bà phải nhanh tay lên mới được Mộ vú công nhận là một kẻ vô cùng xảo quyệt và ghê gớm Chỉ một lúc sau Không biết bằng cách nào mộ đã mở được cánh cửa Còn tầm lao ra ngoài thật nhanh Đến một chỗ khuất mộ vú thì thào nói Mẹ biết một chỗ con mộ cả hay giấu vàng Để mẹ đến đó lấy Rồi mẹ con mình tách đi luôn một thể Một lúc sau Mụ đã cầm theo một cái túi và dơ ra cho con tâm xem rồi đút nhanh vào người và cùng con gái định rời đi thì một tiếng quát đanh gọn vang lên. Đứng lại, Vũ tám. Lần này thì Vũ có chạy đằng trời nhá. Một kế hoạch quá hoàn hảo nhỉ. Tiếc rằng đến phút chót nó lại đổ bể. Xem ra Vũ cũng cuỗm được một món quá hời rồi. Tất cả theo tôi vào đây. Người đâu? Chói hai mẹ con mụ lại giải lên quan lớn. Mộ vũ và con tâm lạnh hết cả sống lưng Cứ tưởng chẳng ai phát hiện được việc làm của mình Ấy vậy mà cuối cùng sát tình vẫn xuất hiện Cậu ba cứ như hung thần Nhìn thấu tâm can của mộ Thế là hết Cuối cùng một đời người với biết bao toan tính mưu mô Đến phút chót lại thành ra thê thảm như thế này Con tâm và mộ vũ bị trói giật cánh khỉu Và lôi lên nhà lớn Giữa những ánh mắt hả hê của mọi người Giờ mới là lúc cậu ba xử tội Và mọi bí mật được vén màn thì ra, chính bà Vũ cùng với bà cả là người tạo ra bao nhiêu việc ác nhân trong nhà Tránh Tổng, từ việc hại bà hai không thể sinh con, sảy thai hết lần này đến lần khác cho đến việc dùng cây thường xuân để hủy đi dung nhan của bà ba, tất cả do một tay hai người này dựng lên. Thực ra ngày ấy, nếu không có bà hai thì bà ba chưa chắc đã sinh nở được cậu ba và cô tư an toàn. Khi kể ra sự việc này, bà hai như đắm chìm trong dòng suy tưởng của quá khứ. Nó giống như một thước phim đầy đau thương hiện ra trước mắt bà hai. Lúc đó bà mới chỉ tròn 18 tuổi, được ông tránh để mắt tới khi ông đi xem hát cô đầu. Bà hai vốn có giọng hát hay từ nhỏ, lại được sớm đưa vào nghề. Nên mỗi dần, bà cất giọng hát là các ông lý, ông tránh đều chết mê chết mệt. Thời đó cũng chỉ có đám quan lại là có tiền, còn dân đen thì làm còn trả đủ mà ăn, lấy đầu ra cái thô vui xa xỉ ấy. Nên họ thường gọi phường ca kỹ là sướng ca vô loài và chẳng bao giờ xem trọng các cô đào hát cả. Việc ông Tránh đưa bà Hai Xoan về đòi cưới bà làm lẽ cũng bị cha mẹ ông cực lực phản đối. Nhưng phải công nhận là bà rất đẹp. Ngoài giọng hát trời phú ra thì nhìn bà ăn đứt bà cả. Chính vì vậy bà cả lại càng ghét cay ghét đắng bà Hai. Xong ở cái xã hội phong kiến này thì đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình và với sức ép của ông tránh thì cha mẹ cũng bắt buộc phải đồng ý nếu không ông dọa sẽ bỏ tất cả và lời dọa dưỡng ấy cũng khiến hai đấng sinh thành phải chịu thì bà cả là cái thá gì mà ông phải sợ khi ấy bà cả vừa hạ sinh cậu cả huân cho ông mà ông còn chẳng màng đến lại viện cớ bị cấm vận lâu ngày bí bách nên nạp lẽ là điều đương nhiên và việc đó như việc thường ngày ở huyện vậy bà cả đẻ cứ đẻ ông lấy vợ cứ lấy đó là việc của ông Bố thằng nào dám gàn Người ta nói Đàn bà nguy hiểm nhất là khi ghen Và cũng độc ác nhất là khi ra tay trả thù tình Bà cả khôn ở chỗ Luôn có vũ tám bên cạnh giật dây Và dĩ nhiên là hai cái đầu Phải hơn hẳn một cái rồi Bà không hề tỏ thái độ cam ghét bà hai Mà ngoài mặt vẫn cứ thân thớt nói cười Nhưng bên trong Lại ẩn giấu một âm mưu vô cùng thâm độc Bà hai về làm vợ ông tránh Được ba tháng thì cấn bầu lúc ấy ông tránh vui lắm cảm tưởng ông còn vui hơn ngày bà cả đẻ cậu cả mặc dù chưa biết bà hai mang bầu trai hay là gái nội hở ra một tí là thấy ông ở phòng bà hai và cứ dập dìu bên bà như đôi chim câu làm bà cả ngứa cả mắt hận không thể tự tay bóp chết kẻ tình địch kia đêm đó vũ tám đã rót những mưu đồ ghê rợn vào tai bà tiếng vũ ta cất lên khiến cho bà như tỉnh khỏi cơn mê nhất thời lạnh cả gáy nếu bà mà không mạnh tay Thì cả đời này bà sẽ bị thất sủng đấy Ông tránh sẽ lạnh nhạt với bà Và chỉ yêu thương mình bà hai thôi Bà cả nghe như vậy Thì như người chết đuối vớ được cọc Bà nắm lấy tay bà vú Lắc lắc và nói Làm cách nào được bây giờ Vú có thể giúp tôi được không Chỉ cần nhìn thấy họ quấn quýt bên nhau Là tôi đã tức nghẹn cả cổ lên rồi Nói đi Vú có cách gì không Hãy làm cho ả ta không thể sinh con được nữa. Mãi mãi chỉ có thể ôm nỗi đau vào lòng, nhìn người khác sinh đẻ còn mình thì không, đó là kết cục cho những kẻ đã dám chen chân vào gia đình của bà. Vũ nói tiếp đi. Tôi cần vài ngày để về quê lấy thuốc, việc này phải kín đáo, không cho ai nghi ngờ, giống như một việc xảy thai tự nhiên thôi. Bà có hiểu không? Mắt bà cả sáng lên những tia hiểm ác rồi gật đầu lia lịa mà nói. Được rồi, ngay ngày mai tôi sẽ cho Vũ về quê hai ngày. Vũ phải làm cách nào phá cái thai cho tôi. Ông tránh có hỏi thì cứ nói là mẹ Vũ ở quê bị bệnh, nghe chưa? Dạ, được bà cả. Và đúng như dự tính của hai kẻ mất hết tính người, chỉ một tuần sau, bà Hai lên cơn đau bụng quằn quại không rõ nguyên nhân. Ông tránh sợ quá, mời thầy lang đến nhưng đã muộn, đứa con mà bà Hai mang trong bụng đã không còn nữa. Nhìn dòng máu đỏ chảy dài xuống dưới chân bà hai ông tránh bùn rùn cả chân tay còn bà hai thì thất kinh khóc ngất lên vì không thể tin được tại sao mình lại bị như vậy chỉ có hai kẻ là biết rất rõ và ngoài mặt thì tỏ ra thương xót nhưng trong bụng lại như đánh chống hội đấy chưa phải là lần duy nhất mấy tháng sau bà hai lại có thai lần này ông tránh không cho bà đi lại gì cả chỉ bắt bà ở trong phòng đến bữa ăn có người mang cơm lên tận phòng cho bà ăn Ấy vậy mà bà vẫn không thể giữ được đứa con của mình. Đứa bé trong bụng chỉ được 3 tháng rồi cũng ra đi y như lần trước. Bà hai như phát điên vì đau đớn, bà không hiểu tại sao mình lại bị xảy thai liên tục như vậy. Thầy thuốc nói có thể tử cung của bà thấp nên thai tự rơi ra và cắt cho bà mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể. Hy vọng lần sau bà sẽ may mắn hơn. Chẳng một ai biết có kẻ âm mưu muốn diệt tận gốc đứa con của bà. Chả phải tự nhiên mà bà bị như thế. Chỉ thức rằng chúng quá tinh vi Tinh vi đến nỗi không một ai nghi ngờ Bà hai vừa hồi tưởng lại quá khứ Vừa khóc nấc lên uất nghẹn Rồi chỉ thẳng mặt mộ vú mà quát Tất cả là tại các người Các người đã hại chết bốn đứa con của ta Sao các người ác như vậy chứ Chúng chỉ là những hòn máu Có tội tình gì đâu mà các người đã sát hại Dã man những sinh linh vô tội như vậy Ta căm thù Ta căm thù cái lũ lỏng lang dạ sói các người Sao các người không chết sớm đi Mộ vú lúc này cũng chỉ cúi gằm mặt không dám nói câu nào. Có lẽ lúc này tòa án lương tâm mới lên án mộ. Cả một đời người không làm được một việc gì có ích. Chỉ toàn hại người ta và đến tầm này tuổi lại bị đem ra luận tội chờ ngày giải lên quan phủ đối diện với những ngày tháng đen tối trong nhà đá. Liệu có đáng không? Con tâm quỷ bên cạnh có lẽ cũng bất ngờ vì người mẹ quá ư độc ác của nó. Tiếc rằng nó lại đi đúng vào vết xe đổ đó cũng chẳng khác bà ta là bao. Đúng là mẹ nào con nấy, cuối cùng hai mẹ con mụ không hẹn mà gặp đều thành ra như thế này, âu cũng là đáng mà. Bà Hai vẫn chưa nguôi, giọng bà nghẹn ngào đắng chát. Mày vẫn chưa hết tội đâu, chúng mày đã hại chết đứa con của tao, không thèm dừng lại, còn quyết tâm đuổi cùng giết tận. Tao có làm ma, tao cũng sẽ về đòi mạng chúng mày, trả con cho tao, trả lại cuộc sống làm người cho bốn đứa con của tao đi. Đồ ác độc Dòng hồi ức lại tiếp tục đánh thức bà hai Liên tục hai đứa con sau đó cũng đều bị xảy một cách kỳ lạ như vậy Khiến bà hoang mang nghi ngờ Nhưng không biết bắt đầu từ đâu Cho đến một đêm bà đang ngủ Nhìn thấy một đứa trẻ đỏ hòn Đang chạy lon ton từ cửa vào Nó không mặc gì cả Cứ thế chạy đến ôm chân của bà mà nói Mẹ ơi Có kẻ giết con con sợ lắm Chúng đã giết hết các em của con rồi Cháu nói gì lạ vậy Cháu là con cái nhà ai mà lại chạy vào đây? Con là con của mẹ đây, là đứa con mẹ mang trong bụng đây. Nhưng kẻ xấu đã bắt chúng con phải chết, chúng con không được làm người. Có đúng là con của mẹ không? Vậy làm sao con vào được đây? Chúng con giờ chỉ là những linh hồn thôi ạ, à. con nhớ mẹ lắm, con muốn báo cho mẹ biết, kẻ thù sẽ không buông tha mẹ đâu, chỉ khi nào chúng giết được hết lũ chúng nó thì mẹ mới sinh được em bé. Làm cách nào hả con Làm cách nào trị được bọn chúng Chúng là những ai Mẹ hãy tránh xa mụ vú và bà cả ra Họ là những con rắn độc Thế còn vợ ba Vợ ba của cha con thì sao Cô ta có tốt không Bà ba là người tốt Nhưng sớm muộn cũng bị chúng hại giống mẹ thôi Kẻ nào làm chúng trướng tai gai mắt Là chúng sẽ hại đấy ạ Con giúp mẹ đi Hãy đầu thai về làm con của mẹ Mẹ xin con đấy bây giờ thì chưa được đâu mẹ ạ nhưng sau này sẽ được mẹ dáng chờ con đợi khi nào con của bà ba lấy vợ người ấy sẽ khắc tinh được bọn chúng mẹ phải đợi đến bao giờ hả con bà ba đang có thai đó mẹ mẹ hãy bảo vệ bà ấy đừng cho kẻ xấu bắt chúng đi chỉ có như vậy thì sau này thằng bé con chỉ mới nói đến đây thì có tiếng chó sủa vang lên và nó dần biến mất Bà còn gặp lại những đứa con chưa kịp ra đời của mình thêm vài lần nữa Thì lại không thấy chúng về nữa Lời kể của bà thi thoảng lại ngắt quãng Vì những tiếng nức nở nghẹn ngào, xen lẫn Mợ bà trượt lên tiếng Còn biết vì sao các em không về thăm mẹ được ạ à? Vì chúng đã bị yểm bùa rồi Những linh hồn bị giam cầm dưới đáy giếng hoang sau vườn May mắn mấy tháng trước Một trận bão lớn đã làm rách mấy lá bùa đó Và các em mới thoát ra về báo mộng cho con Thật là khốn nạn Chúng đã một tay che trời khuấy đảo mọi thứ làm nên những tội ác trời không thung đất không tha. Hại mẹ không thể sinh được con. Dạ đúng vậy mẹ ạ. Chúng còn hại mẹ con. Suýt nữa thì bị hủy đi dung nhan. Hại còn nà bị cầm mãi mãi không thể nói được. Bà hai chua sót nói Nếu như ta không liều mình năm ấy thì mẹ con cũng chưa chắc cũng thuận lợi mà sinh ra thằng ba đâu cả con tư nữa. Ta không muốn có thêm một đứa trẻ nào bị chết oan tại ngôi nhà này nữa. Rồi bà hai lại kể tiếp Ngày đó Khi hai tin mẹ con mang bầu thẳng ba Hai kẻ đó đã bàn nhau Cho thuốc để mẹ con xảy thai Nhưng chính ta đã vô tình biết được bí mật của chúng Cụ thể là ta đã bắt gặp mụ tám Đang gian díu với một người Đó chính là cha đẻ của con tâm đấy Mợ ba cắt ngang Vì vậy nên bọn chúng mới để yên cho mẹ ba sinh con ạ à? Không dễ dàng như vậy đâu Ngày ấy ta đã chứng kiến Vũ Tám và tên đàn ông kia bàn nhau lừa ông tránh để thuận lợi cho việc nắm quyền của bà cả vì ít nhiều bà ta cũng giúp họ về mặt tiền bạc lúc đó vũ tám quan hệ với tên kia nhưng chưa có con nghẹn ngào một lúc bà hai lại nói tiếp ta đã nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ đợi khi tên kia rời đi ta mới xuất hiện và dọa dạ sẽ nói với ông tránh tất cả mọi chuyện và giải vũ tám liên quan mới đầu mụ ta không nghe còn dọa dạ ngược lại ta nhưng bằng những bằng chứng thuyết phục mà ta đã khiến cho mụ ta phải thỏa hiệp. Điều kiện là mụ sẽ tiếp tục được ở lại đây, nhưng không được làm hại bà ba và đứa bé trong bụng. Cậu ba im lặng nãy giờ, liền cất tiếng hỏi. Dạ vậy mụ cả có biết việc mẹ phát hiện ra bí mật của Vũ Tám không? Bà ta không biết và việc mẹ sinh con và con tư ra đời là một việc mà mụ ấy không ngờ tới. Đó là một cái tát chí mạng vào mặt mụ ta cậu bà tức giận quát thật là lũ người lòng lang dạ sói cho dù chúng có chết muôn lần cũng không thể rửa hết tội con phải cảm ơn con na chính nó đã bảo vệ mẹ của con nếu không con nó thì con tư không thể ra đời bà hai lại tiếp tục dòng suy tưởng hôm đó con na tình cờ phát hiện mụ vú và bà cả bàn nhau hại bà ba chúng đã cấu kết cho ba đậu đại kích và hồng hoa và ấm thuốc đang sắc của mẹ con, lại còn tìm cách giấu dạ hương trong phòng để làm cho mẹ con sẩy thai. nhưng thật may mắn là con na đã nghe được hết và nó đã đem đổ ấm thuốc ấy đi, không cho mẹ con uống. tiếc rằng việc làm của con na đã bị chúng nhìn thấy và kết cục mà nó nhận lại thật vô cùng thê thảm. đêm ấy đợi mọi người ngủ say, vũ tám và bà hai đã tìm cách dụ con na ra ngoài rồi lôi vào trong phòng kín. trong lúc con na đang hoang mang, thì mụ cả gằn giọng. Con hầu chết tiệt kia, mày đúng là chán sống rồi hả? Sao hết lần này đến lần khác mày phá hoại kế hoạch của bà? Còn khố rách áo ôm to gan lớn mặt, giờ thì bà không thể tha cho mày được, đến lúc mày phải trả giá rồi, con chó. Dạ con xin bà, bà tha cho con, con là người hầu của bà ba nên con phải bảo vệ bà ấy, con xin bà tha chết cho con. Tha chết à? Mày nói dễ nghe nhỉ? Tao nhắc lại cho mày nhớ bất kỳ kẻ nào biết được bí mật của bọn tao thì đều phải chết cả. Nhưng nể tình, mày đã phục vụ bà ba thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Xong đổi lại, mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói được. Chỉ có như vậy, mày mới vô hại mà thôi. Rồi bà ta hất hàm bảo với vố tám. Làm đi. Và hai kẻ ấy đã chói tay vào chụp thuốc mê, khiến con nà bất tỉnh nhân sự, không biết gì cả. Sau đó, hai con quỷ đội lốt người đã đổ thủy ngân vào miệng con nà. Đến khi nó tỉnh lại thì không thể nào cất tiếng nói được nữa, chỉ cảm nhận được miệng đau rát và lưỡi thì sưng vù lên. Thật là khốn nạn. Đứng bên cạnh bà ba, con à khóc không thành tiếng, nó bắn ánh mắt căm hận nhìn mụ vú, rồi khẩn thiết nhìn cậu ba, như muốn khẩn cầu cậu hãy trả thù giúp nó. Cậu ba nói, "Na, mày yên tâm, cậu sẽ giúp mày trả món nợ này. Chúng sẽ phải làm bạn với nhau trong nhà đá thôi." Một ngày sau, mụ tám và con tâm bị quan phủ cho người xuống giải lên nhà lao. Nhìn mụ rũ ra như tàu lá chuối, ai nấy đều hả hê trong lòng. Chỉ có cậu cả là thất vọng toàn tập. Cậu không ngờ mình bị lừa một vố đau hơn hoạn. Cuối cùng chẳng được cái cóc khô gì cả, mà suýt phải nuôi một con tu hú. Vậy mà cậu còn lú lẫn tin vào con đĩ non kia. Mẹ cậu cả một đời sai lầm và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cậu không muốn mình sai thêm nữa. Đưa ánh mắt hối hận về phía mợ cả Cậu khó nhọc cất tiếng Mợ cả Tôi xin lỗi mợ Tôi nguyện sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho mợ Mợ cả cũng chẳng muốn đào sâu thêm nỗi đau của cậu nữa Dù sao thì mọi thứ cũng đã qua rồi Mợ chỉ nhéo mạnh một cái vào hông cậu rồi nói Giờ cậu có còn ham mèo mỡ chim chuột nữa không nào Nếu thích tôi có thể cưới cho cậu Hai ba bà nữa cho vui cửa vui nhà Thôi thôi tôi xin mợ Một mình mợ là đủ rồi Nếu có cả các núi vàng Tôi cũng vái cả nón Xin chờ đến tận kiếp sau Giờ tôi với mợ đi nghiên cứu sản xuất em bé thôi Nhìn vợ chồng chú ba mà tôi thèm quá Cậu mợ lại nắm tay nhau đi về phòng Cậu ba cũng ôm cái eo bánh mì của mợ ba Nối gót theo sau Đang đi trượt mợ ba hét lên đau đớn Ui giời ơi sao mà đau quá Chẳng biết thằng cu hay con hỉm Mà nó thúc mẹ mạnh quá trời ơi cậu ba liền đưa tay lên xoa bụng mợ mà nói này ngoan đi con đừng có hành hạ mẹ nữa mai mốt mẹ điên lên thì lại khổ cha đấy thế nhưng những cú thúc đau điếng cứ liên tục thúc vào bụng làm cho mợ ba nhăn nhó mặt mày cứ như ăn phải ớt biết là mình chuẩn bị vỡ chum mợ nói với cậu xem chừng là nó sắp đòi ra đấy cậu đi mời bà đỡ về đây cho em đi đau quá chẳng ngờ cậu nhẩn nha nói cần gì phải bà đỡ Nhà có ông bác sĩ to đùng ở đây Mợ không kêu thì kêu ai Con Tâm đi đun nước nóng rồi đem vào phòng cho mợ Hôm nay cậu quyết ra tay Kiểu gì gạo cũng say ra cám Mấy tiếng sau Trong phòng mợ ba vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ con Mọi người trầu trực bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm Cậu bà vỗ vỗ vào mông cậu bé con mà nói Nhìn vừa bằng cái cục kẹo thế này Mà gạo to thế không biết Vậy là mẹ con thua một không rồi Cha con ta thắng áp đảo nhanh lớn lên nào Mẹ bay đang mong có thằng trèo ổi đấy Mợ bà vẫn đang mệt vì vừa qua cơn vượt cạn Nhưng cũng không nín được cười mà nói Thế sao cậu bảo chặt hết mấy cây ổi đi cơ mà Cậu nhớ đấy nhá Em đã để cho cậu một cục vàng rồi Nhớ về dạy em tập bơi đấy Vô tư đi Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà Giờ mợ bảo tôi lặn xuống Bắt vua thủy tề cho mợ tôi cũng dám nữa là Việc của mợ bây giờ là ăn thật nhiều và sản xuất em bé thôi. Mợ cứ khỏe đi, nặn cho tôi mấy cái tàu há mồm nữa nhé. Cả thế giới này, để đó, phần tôi. Mợ ba đẻ em bé mà cả vương phủ tránh tổng dâm gian hết cả lên. Cậu ba lần đầu được lên chức bố mà cứ như gà mắc tóc, suốt ngày bị mợ sai vặt. Ai bảo cậu nhanh tay lại mắt làm chi? Mà cậu cũng khéo tay thật nha, toàn tự mình làm hết việc của con hầu, tự thay tã cho con, mỗi việc cho bú là của mợ thôi. Mà kể ra, nếu cậu có cái bình sữa gắn trên người, chắc cậu cũng làm luôn được quá. Đàng thay tã cho cô nhóc, trượt cái vòi rồng tí hon vươn nòng lên, cứ thế vun thẳng cái sản phẩm đặc biệt vào mặt của cậu. Bực mình cậu gắt lên. Đó, mợ dậy mà xem đi này, thằng con rời đánh của mợ mới bằng cái mắt mũi, đã biết tỏ thái độ chống đối cha nó rồi đây này. Nó vừa xịt cho tôi một mớ nước hoa đặc biệt lên người đây này. Chúc mừng cậu, cậu còn bị nó tưới rau dài dài đấy như này đã nhằm nhò gì đâu em còn muốn nó bĩnh cho cậu một bọc mới đủ bộ thế này thì chết cha rồi con ơi hai mẹ con xong kiếm hợp bích kiểu này chắc cha phải đi tìm đồng minh quá ban đêm thì đôi chân của mẹ con tập thể dục ban ngày thì thêm cái vòi rồng này nữa biết vậy cha ở giá luôn cho nó khỏe úi em lại tưởng cậu thích có thêm người bầu bạn cơ mà đang tính giúp cậu đây này đứa nào mà chịu nổi mợ trừ con hảo ra hay để tôi nạp nó làm thiếp luôn nhé mợ với nó dùng chung đồ cũng được mà như vậy càng vui có chị có em yên tâm quá còn gì cậu được ước thấy cậu vừa ngơi mồm thì con hảo từ đâu lù lù xuất hiện và nói em không làm vợ cậu ba đâu bà chăn lửa này á chỉ có cậu mới xài nổi chứ em nào dám em xin ở một mình cho lành mợ bà nghe con hảo nói vậy thì phá lên cười mà nói Mày được lắm, hảo, như vậy mới đúng là chị em tốt của cô chứ. Ta biết có đám này tao đang nhăm nhe cho mày rồi đấy. Để từ từ cô huấn luyện cho cứng cáp một chút, cô mới gả mày cho người ta. Cô thấy cái gì mày học cũng nhanh, có mỗi cái món chèo ổi là chịu ấy nhỉ. Làm việc cho cô mà không biết cái món này thì hỏng. Dạ, em có người chèo thay rồi mà cô. À như cô tối ngày đánh đu vắt vẻo trên cây như khỉ thế ạ? À? Đàn bà con gái là phải thùy mị, nết na, nhẹ nhàng tình cảm chứ cô. Thôi thôi, cái đó cô nhường cho mày đấy. Cái khoản đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cô có thừa rồi. Giờ mà học thêm nữa nó khét mất. Còn Hảo vẫn không buông tha nói. Đấy, cậu thấy chưa? Hay cậu bị cô em huấn luyện suốt rồi nên quen? Em thấy chân cô em dạo này to ra thì phải ấy. Đúng rồi đấy, cô mày tập thể dục chân khỏe quá Báo hại cậu hôm qua tí nữa thì bay mẹ nó ra ngoài cửa Ngẫm ra chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào Tự dưng đi rước một tay võ công về làm vợ Cậu có muốn em hiến kế trả thù lại cô không? Cô cứ tập thể dục với cậu suốt Thì cậu lại lấy độc trị độc Lo gì? Hôm nào cậu rủ cô em ra hồ chơi đi Rồi dạy cho cô múa ba lê dưới hồ Đảm bảo lần sau Cái chân đó không dám làm phiền cậu đâu Em đảm bảo đấy Ờ, con bé này thế lại được nhỉ mà ngộ nhỡ đưa cô mày đi học múa ba lê dưới nước Vua thủy tề lại tưởng nàng tiên cá Bắt bố nó xuống thủy cung Thì cậu lại mồ côi vợ à Thôi cậu trả dại đâu Cậu yếu bóng vía thế Thảo nào bị cô em nắm thóp là đúng rồi Vậy cậu dáng chịu đi nhá Thời gian trôi nhanh lắm cậu ơi Có 7-80 năm nữa thôi chứ mấy Khác nào một giấc ngủ chưa đâu nhỉ Hai chủ tới nhà cậu kẻ tông người hứng Thì mợ ba hét toáng lên cậu ơi còn nó đòi ị đấy này bó tay nhà mợ thế là cậu đành bỏ giờ cuộc tranh luận với con hảo để làm nhiệm vụ đặc biệt chun mũi lại cậu nói chả bố tiên sư nhà nó ăn cái gì mà bĩnh ra một đống chua như cứt mèo thế này không biết ông nhớ là sữa của vợ ông thơm lắm cơ mà mày cứ vần vò vợ ông đi bố cái thằng dùng như phá mày mốt mày lớn lên ông trả thù thằng ôn con lâu lắm rồi nhà ông tránh mới vui như vậy từ sáng, đám gia nhân đã tất bật chuẩn bị cơm nước sớm để ông đãi tiệc, vì hôm nay là ngày mừng thôi nôi con của cậu ba. Nhìn mặt ai cũng tươi cười hớn hở như có hội. Trong lúc chờ các quan trên tỉnh xuống, ông tránh vào phòng bà hai, hối bà thay đồ và trang điểm cho lẹ. Nhưng mới đi đến cửa, đã thấy tiếng bà ba cất lên. Chị hai có biểu hiện như vậy đích thị là có chửa rồi đấy. Em đảm bảo đấy, ngày em có bầu thằng ba với con tư, cũng y như vậy luôn. Bà hai thấy bà ba nói vậy Thì xấu hổ, đỏ như mặt mà nói Bà ba cứ khéo đùa Tôi cũng ngoài 40 rồi Bầu bí gì tầm này nữa Nói ra bọn trẻ nó cười cho đấy Ờ, em nói thật mà Chị mới có 43 tuổi Tầm này vẫn sinh nở tốt mà Chị cứ nôn ói như vậy Trăm phần trăm là chửa rồi đấy Chị mà có em bé Thì nhà mình càng đông vui chứ sao Để lát khách về hết Em bảo ông tránh đi mời thầy lang đến Biết liền đấy mà Ông tránh không chần chừ thêm nữa mà đi vào nói. "Bà Hai, bà có bầu thật hay là đùa vậy? Có đúng là tôi sắp được làm cha nữa không đấy? Nếu bà mà có chữa thì tôi phải làm tiệc to để khao cả cái làng này mới được, vừa có cháu lại có thêm con, đúng là lộc phúc đầy nhà đấy." Bà Ba mỉm cười nói, "Nghe biểu hiện của chị Hai thì em đoán là chắc chắn rồi đấy. Thôi, ông cứ ra tiếp khách đi, để chị Hai nằm nghỉ trong này, em ngồi nói chuyện với chị một lúc em ra ngay." Ông tránh bước ra ngoài, miệng cứ tùm tìm cười suốt. Tầm này mà vẫn được làm bố trẻ con thì chả sướng à? Nhà càng đông con càng vui, có phúc mới đẻ được nhiều con chứ. Ông thầm cảm ơn trời đất, nhất định lát nữa ông bảo thằng hám đi đón ngay thầy lang thốn về mới được. Trong phòng của cậu cả, mợ cả đang mặt xanh nanh vàng vì nôn mửa ra một mớ. Báo hại cậu cả phải đi đổ bô. Nhìn đám sản phẩm mà mợ nôn ra, bất giác cậu cũng ói lấy ói để mà cái mợ này kể cũng lạ từ sáng đến giờ có ăn cái quái gì đâu mà lại bảo là rối loạn tiêu hóa nhỉ chỉ có mỗi ngửi mùi thịt cũng nôn được đúng là tài thịt thơm bỏ mẹ ra đàn bà phức tạp thật đấy chẳng biết đâu mà lần đang định bước ra ngoài chợt mợ cả níu lấy tay cậu mà nói cậu cậu đi gọi mợ ba vào đây cho tôi với hay là mẹ ba cũng được tôi muốn hỏi một tí tôi khó chịu quá tự nhiên tôi lại thèm ổi xanh Cậu cả bước ra ngoài, định đến phòng mợ ba, nhưng thấy mọi người ở trong ấy nhiều quá thì lại ngại. Nên lên phòng mẹ ba, xong phòng mẹ cũng trống trơn. Lạ nhỉ, mẹ ba đi đâu được cơ chứ? Bước chân vô thức đưa cậu đến phòng mẹ hai, mới đến cửa phòng đã nghe tiếng nôn ẹ phát ra từ bên trong khiến cho cậu phát hoảng. Sao kỳ lạ vậy? Không lẽ là hội chứng dây chuyền à? Ló đầu vào đã thấy mẹ hai mặt xanh nanh vàng, cậu lè lưỡi nói thì ra mẹ ba đang ở đây ạ à? con đang tính gặp mẹ để hỏi đây này chẳng biết vợ con sao cũng có triệu chứng y như mẹ hai vậy con vừa phải đi đổ bô đó mới nghĩ thôi mà đã hãi rồi chẳng ngờ bà ba tươi ngay nét mặt mà nói vậy thì phải mừng chứ làm sao mà hãi tin vui đó xong hỉ lâm môn không chừng cả con và cha đều sắp được lên chức nữa đó về lĩnh vực này thì cậu cả có khác nào gà mắc tóc có biết gì đâu cứ tròn mắt ngô nghê như cậu trò bị thầy trách phạt vậy. chợt nghĩ ra điều gì cậu liền a à lên một tiếng rồi nói mẹ nói con mới nhớ vợ con nói tự dưng thèm ăn ổi xanh đấy. vậy thì đích thị rồi còn gì nữa khổ tập làm bố trẻ con đi là vừa. nghe đến từ ổi xanh bà hai lại thèm giỏ cả dãi mà nói bà ba ơi sao tôi cũng thèm y như vậy tôi thèm cả cá mắm với dái mít nữa đây này. Chiều hôm đó khi khách khứa về hết thì thầy Lang cũng được mời đến nơi. Bắt mạch cho hai bà xong, ông Lang cười hiền mà nói. Chúc mừng nhà ông Tránh, bà Tránh có tin vui rồi đấy. Tôi bắt mạch thấy mạch cảnh rất nhanh. Nếu đoán không nhầm thì bà còn mang song thai nữa đó. Ui cha mẹ ơi, tầm tuổi này đẻ được đã là may rồi. Bà hai còn mang tới song thai nữa thì đúng là kỳ tích. Nghe thầy Lang phán như vậy, bà hai trượt xỉu ngay tại chỗ báo hại ông tránh sợ hết cả vía cũng may đó chỉ là phản ứng tự nhiên ông làng dây hiệt một lúc thì bà cũng tỉnh lại lại đến lượt cậu cả hồi hộp khi đưa tay vợ cho thầy lang khám lần này thì vỗ đùi đánh đét một cái thầy cười hà hả rồi nói chúc mừng gia chủ vợ của cậu cả cũng mang bầu rồi thật là song hỉ lâm môn đại cát đại cát sau khi cắt cho hai bà bầu một loạt thuốc ăn thai bổ máu thì thầy lang ra về hai bà bầu bắt đầu kéo tay nhau sang phòng mợ ba thằng cu tí đã được con hào bế đi chơi nên giờ này mợ ba thành thơi lắm mợ cả không nhịn được nói luôn thím ba giờ còn trèo cây được không tôi thèm ăn ổi quá đi mất đây này bà hai lại đế thêm vào còn mẹ mẹ thèm khế chua với cả dái mít có ngay có ngay con nhài đâu đi làm muối ớt đi còn con côi mang rổ ra vườn cho mợ cái gì chứ cái món trèo ổi là nghề của con rồi chị hai với chị cả thích bao nhiêu cũng được còn hái cả cây còn được huống chi có mấy trái ổi nhằm nho gì cả bọn lại cười vang cậu bà chẳng biết từ đâu tiến lại văn mắt lên quát đàn bà con gái leo trèo thật chẳng ra cái giống gì cả tôi cấm mợ đấy để tôi bảo thằng tuất nó trèo lên hái còn mợ cứ ở yên đấy cho tôi trên cây đầy kiến ra đấy mợ mà leo lên nó đốt cho sưng người có ngày Ui, em chấp một mắt, mà em còn chả sợ. Sợ gì kiến? Cậu không biết tài của em rồi. Tôi chấp hai tay tôi lại mợ, mợ trưởng thành lên cho tôi nhờ. Kiểu này chắc tôi phải cho người rào cái cây lại mới được. Mợ khó bảo quá đấy. Cậu mà rào cây này thì tôi lại treo cây khác. Không cho thì tôi sang nhà cụ Mai xin vài quả. Chẳng lẽ không được à? Lần này tôi xin, chứ tôi không hái trộm nữa đâu. Cậu yên tâm nhé. Mợ nói vậy thì cậu còn biết gì nữa đây Đến thua con vợ của cậu Người đâu mà làm mẹ trẻ con rồi Vẫn cứ như con nít danh Khổ thế cơ chứ Nhưng mà nói thì nói thế thôi Mợ thông minh lắm Lại khéo léo giỏi giang chăm chồng chăm con tốt Cậu có muốn giận cũng không được Ai bảo ngay từ đầu cậu đã bị cảm nắng mợ cơ chứ Giờ thì có gỡ cũng chẳng ra nổi Mấy tháng sau Nhà ông Tránh lại có đám hỉ Lần này là đám cưới của con Hầu Là con Hảo cuối cùng thì mợ ba cũng phát hiện ra người mà nó thầm thương trộm nhớ đó chẳng phải ai xa lạ chính là thằng tuất người hay điếu đóm hầu cận cậu ba nhìn thằng tuất tươi như bắt được vàng cậu ba liền trêu mày khôn thật đấy không ngờ mía ngọt đòi đánh cả cụm xem ra đi hầu cậu ba mày cũng khôn ra nhiều rồi đó thằng tuất mỉm cười nói em là cái đuôi của cậu mà lĩ sau này con hảo có bầu em phải bảo nó cắp sách sang học mợ ba mới được ạ có không đấy Hay là chúng mày ăn cơm trước kẻng rồi đấy Dạ đâu có cậu Em chỉ phòng xa thôi Cậu với mợ to cỏi thế Mà còn chẳng dám vượt rào Phận em như con kiến thế này Làm sao mà em dám ạ à? Ờ ừ, biết thế là tốt Đừng có làm cho con gái nhà người ta ảnh cái bụng lên Rồi quất ngựa truy phòng là được Gần 3 tháng sau, bà hai sinh hạ được một trai một gái. Và một tuần sau đó, mợ cả cũng đẻ được cho cậu một thằng cu. Cả nhà ông tránh cứ hễ sáng ra Đã nghe tiếng trẻ con khóc e e Vàng hết cả nhà Vui đáo để Cô Hùng con của cậu ba cũng được 2 tuổi rồi Cậu chàng cứ ngủ thì thôi Chứ cứ dậy là đòi chơi với em bé Đang tuổi tập đi tập chạy Nói bi bô suốt cả ngày Thấy bà hai và ông tránh Mỗi người với một nhóc ra ngoài tắm nắng Thì cậu ta liền sấn lại chia tay ra nói Em bé ơi Ra đây anh bế nào Ông tránh phì cười trước câu nói ngô nghê của thằng cháu Nhưng cũng không quên nạt một câu Mẹ cha mày Láo nhỉ Nhìn cô cậu bé tí nhưng mà có võ đấy nha Mày phải gọi là bác nghe chưa Hẳn là bác cơ đấy Dám xưng anh với con ông Thì mày là họ nhà tôm rồi Láo nếu ông đánh bỏ mẹ đi đấy Cậu ba thấy cha nói như vậy Thì phì cười bảo con Con phải chào là hai bác trẻ Nghe chưa? lão hỗn là ông đánh cả hai cha con mình bây giờ bà hai mỉm cười xấu hổ hai má của bà hồng lên hạnh phúc không ngờ niềm mơ ước tưởng chẳng bao giờ tới thì cuối cùng lại thành hiện thực ở cái tuổi xế chiều này được làm mẹ trẻ con thì không còn gì sướng bằng hóa ra cái thiền chức của người phụ nữ vẫn không bao giờ thay đổi dẫu có đến muôn đời trước đây bà đã tưởng tượng rằng sẽ đến một lúc nào đấy bà phải rời xa nơi này bởi ở lại cũng chỉ là một cái cây khô không lộc hay một con vịt đực vô dụng trong nhà mà thôi. Ai đời trời vẫn thương dành cho bà những hai muộn con đủ nếp đủ tẻ. Cái nhà này từ nay sẽ không còn cảnh đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau nữa rồi. Với bà, chỉ cần như vậy là đủ, được sống trong một gia đình có ba thế hệ. Hết thảy mọi người đều yêu quý nhau thì còn cần gì hơn nữa. Bên kia, mợ cả cũng đang ẩu ơ du con. Lời du ngọt ngào của mợ sao mà chan chứa đến thế, đứa bé trên tay mợ đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi bất giác mợ mỉm cười và thầm cảm ơn vợ chồng cậu ba đặc biệt là người em dâu mà mới đầu mợ đã rất ác cảm nhờ có sự mạnh mẽ của mợ ba mà bao nhiêu sự việc khuất tất trong nhà cũng bị bóc trần nếu không có sự xuất hiện của mợ ba thì những bí mật chết người trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ được phanh phui và biết đâu đến bây giờ mợ vẫn cứ là một cây cao điếc cách đó một đoạn xa cậu ba ghé tay vợ mình nói nhỏ cu hùng trông em được rồi đấy mợ xem thế nào đi chuẩn bị tinh thần sản xuất em bé đi để lâu quá tôi lại bí hạ phá thượng đấy mợ nguyết cậu một cái cháy xém cả mặt cái anh chồng này của mợ hình như chỉ thích làm mỗi việc gieo giống là giỏi người đâu mà gian thế không biết chả thương mợ gì cả vừa mới thành thơ được một tí đã dụ khị con người ta như vậy có chết không cơ chứ nhớ ngày mới chân ướt chân giáo về làm vợ cậu mợ còn chưa đủ tuổi thành niên ấy thế mà giờ đã bắt người ta làm mẹ rồi chưa kịp ăn chơi thì đã hết mất thanh xuân suốt ngày làm bạn với cái váy đục chán bỏ sư ra nhưng nghĩ là như vậy thôi chứ nhìn thấy cu hùng là bao nhiêu mệt mỏi tức giận của mợ cũng tiêu tàn hết hóa ra làm mẹ trẻ con cũng vui đáo để đấy chứ cả đời này có lẽ thành công nhất của mợ là được làm dâu nhà tránh tổng làm mợ ba nhà họ đường và được gả cho cậu nếu được chọn lại thì mợ vẫn nguyện là vợ của cậu ba. Cả đời này mợ sẽ dùng cả thanh xuân để mê hoặc cậu. Quyết không để cho cậu rời mắt đi. Mợ sẽ trói buộc cậu bằng sự vô tư trong sáng của mình. Đố cậu đi tìm được một cô vợ bá đạo nào như mợ đấy. Mợ bảo rồi, chỉ cần mợ buông cậu ra là hỏng đấy. Còn cái phủ này, ai chẳng nghe danh nhà cậu ba tuân là đốc tờ, vừa mắt tay lại vừa đẹp trai có thể. Hệ hở ra một tí là có kẻ cướp mất cục vàng, nên mợ trả dại đâu. Đang mải suy nghĩ, trượt mợ thấy nhột nhột bên tai, một tiếng thì thầm rất nhẹ vang lên. Mợ yên tâm, dù mợ có trốn ở đâu thì tôi vẫn tìm ra được, cho dù gầm trời này có sụp xuống thì đường cảnh tuân tôi, vẫn một lòng một dạ gả cho mợ, nên mợ đừng có mong thoát khỏi tay tôi. Mợ còn phải ở bên tôi Và sinh cho tôi một đàn con giống như đàn gà kia kìa Mợ xấu hổ Đấm thùm thụp vào lưng cậu Mắt mợ trượt dõi theo đàn gà con trước mặt Ở đó có một con gà mái Đang mới đất tìm mồi Bên cạnh là một bầy gà con tíu tiết xung quanh Cách đó không xa Một con gà trống đỏ rực Đang ngủ lên như một anh bảo vệ cần mẫn Chẳng biết từ bao giờ Cậu đã ôm lấy eo của mợ Dù gì dù gì những lời thì thầm của gió một mùa xuân đang đến gần Mang theo mật ngọt yêu thương Và tiếng cười của ai đó Cũng ngân nga răng kín ngôi nhà Của ông tránh tổng Như vậy Một cái kết thật đẹp thật viên mãn Đã đến với tất cả những người tốt Trong câu chuyện Còn kẻ ác sẽ phải trả giá Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian Để theo dõi bộ truyện này Kim Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.